Chào mọi người, hôm nay mình đặt hiện mình sẽ đại diện cho VCA xin giới thiệu một chương trình tiếp cho seminar của tụi mình. Mục đích của seminar là để kết hợp giới thiệu với cả mọi người mình nghiên cứu khác nhau trong lĩnh vực hóa học cũng như các lĩnh vực khác. Thì hôm nay bên mình rất là vinh dự được mời anh Thế đến từ trường Đại học Manchester ở Anh Quốc, và hôm nay anh Thế thì tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó có một thời gian làm nghiên cứu sinh và tốt nghiệp tại Đại học Glasgow ở Scotland. Sau đó anh Thế có một khoảng thời gian làm postdoc tại Nhật, Singapore, Đan Mạch, và hiện giờ anh đang làm chuyên viên nghiên cứu về kính hiển vi điện tử tại trường Đại học Manchester. Và mình rất vinh dự được host trong hôm nay cho buổi thuyết trình của anh Thế. Nay xin mời anh Thế tiếp tục với chương trình của mình, giới thiệu của mình. Cảm ơn Thiên và cảm ơn các bạn là VCA đã có lời mời, và mình rất vui hôm nay được chia sẻ với mọi người một số nét về 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 phương pháp nghiên cứu của mình. Xin phép mọi người, mình sẽ share cái màn hình của trình chiếu. Vâng, vậy thì chúng ta bắt đầu. Thì hôm nay mình cũng có một cái bài talk cũng tạm gọi là ngắn thôi, cũng không dài lắm đâu, với mọi người về giới thiệu về về phương pháp phân tích kính hiển vi điện tử truyền qua, cùng với nó giới thiệu một số cái case study có thể là của cả bản thân mình và tổng hợp từ từ một số nguồn khác của các nhóm nghiên cứu khác nhau. Thì về kỹ thuật kính hiển vi điện tử được ứng dụng trong các cái phân tích về vật lý và hóa học, hay nói chung là các lĩnh vực về liên quan vật liệu. Đấy, cái nội dung chính có thể có ba phần chính mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây, gồm có ví dụ, phần tôi sẽ đi giới thiệu chút về nhìn chung về về thế thế nào là một TEM, và chúng ta đi cũng sẽ cùng đi thảo luận về một cái hướng nghiên cứu đang hot là in situ TEM và environmental TEM, hay là eTEM, hay là TEM môi trường được, và một vài câu kết. Và thì chúng ta cũng tôi xin phép được bắt đầu luôn. Thì cái hình ảnh mà có lẽ hầu hết chúng ta hay 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 xem thấy trong các cái bộ phim khoa học nói về cứ phòng nghiệm khoa học là thế nào cũng có một cái kính hiển vi, đúng không? Thì cái kính hiển vi, và đúng phổ biến là cái kính hiển vi mà loại chúng ta dùng bằng ánh sáng, đến mức mà các bạn từng hài hước nói rằng cứ lúc nào cũng nhìn bằng kính hiển vi, nhưng mà tại sao lại chúng ta lại cần đến một cái công cụ to hơn như là TEM hay là các công cụ phân tích khác? Thì nếu như mọi người có thể học quay lại cái vật lý cơ bản, thì chúng ta nhớ là chúng ta có kính hiển vi quang học là cái công cụ chúng ta dùng để quan sát những cái vật nhỏ. Thì những cái vật nhỏ này thì với kính hiển vi quang học, hay là những cái bất kỳ công cụ nào mà có sử dụng đến các loại bức xạ mà có bức sóng, thì chúng ta sẽ thấy là cái giới hạn phân giải của cái thiết bị đấy nó sẽ bị giới hạn bởi khoảng cỡ khoảng một nửa là ánh sáng bức sóng mà chúng ta sử dụng. Ví dụ như trong trường hợp với kính hiển vi quang học chúng ta dùng ánh sáng khả kiến chẳng hạn, thì giới hạn nó sẽ vào cỡ khoảng một vài trăm nanomet, đúng không? Giới hạn phân giải, tức nếu mà chúng ta có những vật thể nó nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn dưới 100 nanomet hay cỡ 10 nanomet hay thậm chí nhỏ nữa, thì gần như kính hiển vi quang học hầu như không thể nhìn được gì. Cũng có những cái công cụ cải tiến của hiển vi quang học giúp ta nhìn đến cỡ phân giải cỡ vài chục nanomet, nhưng mà nó cũng là cái giới hạn cuối cùng mà người ta có thể nhìn được rồi, đúng không? Như vậy thì chúng ta có những cái nhu cầu rất là lớn để làm sao mà có thể hiểu được những hình dạng hay là hình dạng này, kích thước của những cái vật nhỏ vô cùng bé. Ví dụ chẳng hạn đơn giản là chúng ta muốn nhìn một con virus chẳng hạn, nó kích thước cỡ một vài trăm nanomet hoặc có thể nhỏ hơn một chút, thì nếu mà dùng bằng kính hiển vi quang bạn có thể nhìn thấy ảnh chung của nó. Nhưng nếu muốn nhìn rõ hơn sâu bên trong của nó, con virus hay từng cái gai của nó, như bây giờ hiện nay coronavirus thì kính hiển vi quang học hầu như bất lực, không thể nhìn được, đúng không? Chúng ta lại còn muốn có những nhu cầu cao nữa là làm sao hiểu được các nguyên tử sắp xếp trong trong những vật thể đấy nhỏ được sắp xếp như thế nào, đúng không? Tổ chức sắp xếp ra làm sao. Hồi thế thì lại cần phải công cụ này có thể khả năng phân giải nhỏ nữa. Thì chúng ta nhớ rằng ví dụ kích thước nguyên tử nó vào cỡ khoảng cỡ angstrom, tức hay là 1/10 nanomet đổ trở lại gì đó, nó sẽ rất là nhỏ. Hay hơn nữa là chúng ta lại còn muốn là làm sao ví dụ như là các cái nguyên tố hóa học hay các thành phần hóa học phân bố ở trong các vật thể nhỏ nó như thế nào. Đặc biệt lại còn muốn tìm hiểu cấp độ nguyên tử nữa, đi này càng muốn có những cái công cụ quan sát và phân tích nó tốt như vậy. Hay là những cái cấu trúc về vật lý hóa học như kiểu như ví dụ cấu trúc từ nằm trong các vật nhỏ đó. Thì ví dụ chẳng hạn đây, chẳng hạn chúng ta nhìn, tôi nói ví dụ chẳng hạn ở đây ảnh qua OTM chúng ta có thể nhìn được cái từng con virus, đúng không? Virus hình tròn, và nó có với công cụ qua OTM chẳng hạn thì các bạn có thể nhìn được từng cái gai của con virus ở trong đấy, được cấu trúc của từng gai nó ra làm sao, hoặc như là cái về cấu trúc của gallium arsenide.
thì các bạn có thể nhìn được các nguyên tử được sắp xếp như thế nào. Như ở đây màu xanh màu đỏ là đại diện cho từng nguyên tử gallium và arsenide, hoặc hay là cái cấu trúc từ dạng vortex trong trong màng mỏng niken sắt để chúng ta thể phân bố được rằng là từ thì nó phân bố ra làm sao. Ok, thế thì chúng ta sẽ tôi sẽ đi thẳng luôn vào cái việc mà chúng ta cần đến tem, thì tem nó là công cụ như nào. Cái từ tem thì thường nó mọi người có thể hiểu được nó theo hai nghĩa, thì nó tương đương nhau thôi. Transmission electron microscope thì nó để thể hiện một cái thiết bị gọi là chúng ta gọi kính hiển vi điện tử truyền qua, hoặc là transmission electron microscopy thì đó là một cái từ chung thuộc về cái kỹ thuật này. Nó mang rất nhiều cái kỹ thuật đi kèm, không chỉ đơn giản là một cái thiết bị microscope. Thì để chúng ta thấy cái ý tưởng về mặt ánh sáng thì ở đây cái tem ấy nó cũng dùng cái ý tưởng tương tự như là cái công cụ về hiển vi quang học. Thì ở công cụ hiển vi quang học chúng ta dùng ánh sáng chiếu qua vật mẫu, thì ở đây cũng tương tự, người ta sử dụng là sóng điện tử. Sóng điện tử nó sẽ có bước sóng nó rất là ngắn hơn rất nhiều lần so với ánh sáng. Vì thế trên nguyên tắc chúng ta có thể đạt được độ phân giải nhỏ hơn rất nhiều so với lại hiển vi quang học, đúng không ạ? Thì cái chùm điện tử này để sinh ra ấy, thì đầu tiên người ta tạo ra chùm điện tử ở súng điện tử, và sau đó thì nó sẽ được tăng tốc dùng bằng cái điện thế để nó tăng tốc. Cái điện thế này nó cỡ khoảng vài chục kilovolt đến cỡ vài trăm kilovolt. Thì điện thế nó mà càng tăng tốc càng tăng lên thì chúng ta sẽ có bước sóng điện tử càng nhỏ, và do đó giúp chúng ta có thể có cơ may tạo lên cái độ phân giải càng tốt hơn nữa, đúng không các bạn? Thì có những cái kính hiển vi điện tử mà nó có thể cái độ phân có thế tăng tốc của nó đến cỡ hàng ngàn kilovolt, nhưng mà thực ra cái đấy thì nó không phải là phổ biến lắm. Và ở cái kính hiển vi quang học thì các bạn sẽ dùng là các cái thấu kính bằng thủy tinh chẳng hạn, hay là cái tương tự trong suốt để cho ánh sáng truyền qua, giúp chúng ta có thể focus ánh sáng, hội tụ ánh sáng này để tạo ảnh này, để khuếch đại nó lên. Thì tất nhiên là không bao giờ chúng ta có thể dùng được cái thấu kính bằng thủy tinh để dùng cho kính điện tử mà thay vào đấy. Chúng ta sẽ phải dùng bằng thấu kính tử. Thấu kính tử thì nó sử dụng bằng các cái từ trường để cho phép chúng ta bẫy điện tử, một thứ hai mà nó sẽ lệch các đường đi của chùm điện tử trong chân không, và từ đó tạo ra các hiệu ứng cũng hoàn toàn tương đương giống như là chuyện là ánh sáng đi qua thấu kính bị bẻ cong như nào thì cũng tương đương như vậy, sóng điện tử đi qua thấu kính tử cũng có hiệu ứng và lệch y hệt như vậy. Nhưng mà điều hay ho hơn nữa ở trong kính hiển điện tử ấy, là chùm điện tử ấy, nó là các hạt mang điện, cho nó có thể dễ dàng điều khiển hơn rất nhiều so với ánh sáng. Khi điều khiển ánh sáng mà bạn muốn hạn bẻ cong ánh sáng, chúng ta sẽ phải dùng đến gương hay là dịch chuyển cơ học. Nhưng mà với sóng điện tử nó đơn giản hơn là chúng ta có thể dùng các cái cuộn tạo ra từ trường hoặc điện trường. Như vậy chúng ta có thể bẻ cong hay là thay đổi đường đi của điện tử rất là dễ với cái hiệu gọi là deflection coil. Và nhưng mà cái điều hơi mệt mỏi với TEM là gì? Bởi vì nó là một cái chùm điện tử mang năng lượng cao, cho nên nếu chẳng hạn bạn cho vào một cái mẫu bình thường kia thì nó sẽ bị hấp thu hết. Thì ở đây chẳng hạn TEM chỉ có thể làm việc với mẫu rất là mỏng. Chúng ta phải tạo ra cái mẫu trong TEM làm mỏng dưới 100 nanomet nếu muốn có bức ảnh tốt. Thậm chí nhiều những cái phân tích tốt và muốn có ảnh chất lượng cao, thậm chí bạn có thể phải làm đến cỡ dày khoảng chỉ còn 50 nanomet và nhỏ mỏng một chút thì mới có thể cho phép chúng ta có ảnh tốt được. Và một điều mệt hơn nữa, gây tốn kém hơn nữa là các thiết bị hiển vi điện tử nói chung, không chỉ là TEM mà kể cả thiết bị công thức, thì chúng ta phải đòi cái môi trường chân không. Ở TEM thì là đòi môi trường chân không siêu cao, bởi vì nếu mà điện tử trong môi trường không khí bình thường thì nó sẽ bị tán xạ trong cái khí dư trong đó và mất hết năng lượng, nếu mà chúng ta không thể tạo ảnh được nữa. Trong đó tất nhiên tôi giới thiệu một cái mảng của TEM mà người ta có sử dụng đến trong cái môi trường có khí, nhưng mà chúng ta phải có một chút cải tiến để tạo ảnh. Thì đây như cái sơ đồ đây, ví dụ thường đấy, một cái thiết bị TEM thường có một cái dạng cột cao lèo nghèo như thế này, thì điện tử sẽ được tạo ra ở phía trên, nhưng mà cũng có những thiết bị TEM mà người ta lại tạo điện tử phía dưới và bắn từ phía dưới lên trên, nhưng phổ biến là từ trên đi xuống dưới. Tất cả các cái cột này sẽ được nằm trong một môi trường chân không siêu cao cùng với hệ thống bơm chân không khá là phức tạp đó, cùng với hệ thống thấu kính từ này, đây là cái giá mẫu này, và cuối cùng là quan sát ảnh đó. Nếu cậu bé này nhìn vào trong cái cửa sổ này, chúng ta sẽ có thấy có bức ảnh có cái dạng chùm điện tử không được nhìn thấy trực tiếp bằng mắt, mà chúng ta phải dùng bằng cái màn hình hình quang hoặc là camera để chúng ta có thể nhìn thấy ảnh đó. Thì sẽ nhìn thấy trong của đó, có thể sử dụng CC camera hoặc là detector để ghi nhận điện này và sau đó ghi lại các cái dữ liệu.
Ok, thì đây là một cái xu hướng mình chúng ta thấy cái điện tử kính vi điện tử truyền qua khá là to cồng kềnh ở phòng thí nghiệm, hay thậm chí nếu mà chúng ta nói là đến cỡ khoảng 1.000 mega 1.000 electron volt kilo electron volt trở lên ấy, nó thậm chí to như cả ngôi nhà to kềnh càng. Nên là thiết bị càng to lại dùng để nhìn những cái vật càng bé. Ok, thì tôi điểm qua một chút về cái lịch sử của nó thì tem đã có mặt thì trên đời khoảng hơn 80 năm rồi, nhưng một ông già rồi nhưng nó vẫn người ta vẫn rất là thích nó. Lần đầu tiên nó được phát minh ra khoảng năm 1932 bởi hai nhà khoa học là Roscoe và MacMillan ở Đại học Berlin, Đức. Cái mô hình đầu tiên, cái thiết bị đầu tiên mà hai ông này xây dựng lên ấy, nó có độ phân giải, độ độ phóng đại chỉ có 14 lần thôi. Thì trong cái bài giảng Nobel mà ông Roscoe được trao giải Nobel năm 1986 về bài giảng kính hiển vi, ông ấy có tiết lộ một điều, ông bảo là lần đầu tiên nhóm của các ông ấy khi xây dựng nó lên ấy, chỉ đạt khoảng 14 lần, tức là thậm chí nhỏ hơn nhiều lần so với nhiều kính hiển vi quang học. Các ông ấy xấu hổ quá, khi thông báo lên thượng viện không dám gọi nó là gọi là microscope, gọi nó một cái thiết bị gì đấy, rất là sợ ban đầu, và họ nghĩ rằng là thế này thì mình thất bại rồi, mô hình như thế mình chỉ được mười mấy lần. Nhưng mà sau các ông ấy cải tiến nó lên và lần đầu tiên chỉ trong vòng khoảng hơn một năm sau họ tạo ra được tem với độ phóng đại lên đến 12.000 lần, tức là chưa bao giờ có một cái thiết bị hiển vi trước đấy tạo được độ phóng đại cỡ hàng nghìn, như đây họ tạo được cỡ 12.000 lần và nó rất là nhanh. Cái thành tựu này thì chỉ vài năm sau thì lập tức là các nước xung quanh như ví dụ ở Anh hoặc Canada thì họ lập tức đã xây dựng ngay các cái thiết bị hoàn thiện hơn để thậm chí có thể thương mại hóa được đó. Và cho đến trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai, những năm 40 thì lập tức người ta đã khắp nơi người ta phát triển nó và tạo ra độ phóng đại lên cỡ khoảng hàng trăm nghìn lần và đạt đến độ phân giải cỡ khoảng 10 nanomet. Tức là nếu mà như bạn so sánh với ví dụ kính hiển vi quang học nhìn cỡ những vật khoảng cỡ một micromet đổ lại về đây 10 nanomet thì nó phân giải vô cùng tốt đúng không? Và rất nhiều hãng ở ở các nước như là Anh hoặc là Mỹ hoặc là Anh, Nhật, Đức hợp tích tạo ra các hãng thương mại hóa thiết bị luôn, như là Philips Engel hay là Siemens ở Đức. Và cho đến khoảng những năm 1950 thì bắt đầu người ta nghĩ ra cách để tạo ra ảnh hiển vi độ phân giải cao, thì nhìn được quan sát được mạng tinh thể với độ phân giải cấp độ nguyên tử. Và cho đến năm 70 thì lại có những thành tựu lớn hơn nữa, là lúc ấy người ta tạo ra được nguồn điện tử với phát xạ trường, thì lúc ấy nó tạo ra cái nguồn điện tử có độ đơn sắc rất là cao, giúp cho việc có thể hội tụ điện tử vào trong một cái kích thước rất là bé, và lúc ấy nó đẩy lên thêm kỹ thuật STEM. Thì tôi sẽ giới thiệu về STEM ở phần sau. Và cho đến khoảng những năm 1975 thì lúc ấy thì người ta lại nghĩ ra cái phương pháp để tạo ra môi trường đông lạnh, để tạo ra gọi là cryo-TM cho quan sát được các cái cấu trúc của sinh học của protein. Lúc ấy có thể nhìn được cái từng tinh thể protein ở cái độ phân giải rất là cao, làm cho ngành sinh học trở lên đẩy mạnh rất là nhanh trong việc tìm hiểu cấu trúc của sâu. Và cho đến nay 85 năm, hơn 85 năm qua trên đời thì nó đã có ít nhất là 4 giải Nobel được trực tiếp được trao cho các cái những nhà nghiên cứu về 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 liên quan đến TM. Có cả giải khác nhưng mà người ta không không gọi là TM, nhưng mà cũng nhà nghiên cứu về TM cũng được trao. Như vậy tôi có thể nói trực tiếp 4 người là Roscoe là ông cha đẻ của TM, cùng với ba nhà khoa học khác gần đây là Richard Henderson, Joachim Frank với lại Jacques Bourdieu được giải Nobel vật hóa học năm 2017. Ok, thì mọi người có thể nhìn xa thêm một chút về 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 thấu kính từ như nào. Thấu kính từ gồm có cấu trúc nó giống như một cái nam châm điện, một cái lõi sắt có cái rỗng rỗng ruột ở giữa, nhưng mà có một có hai cái cuộn dây cuộn đối xứng nhau để tạo ra, thì điện tử sẽ đi từ trên xuống như thế. Hai cuộn dây bên nó sẽ điều khiển. Thực ra thì nguyên tắc cái sóng điện tử đi trong từ trường không thể đi theo được thẳng tăng được, mà nó sẽ phải đi theo kiểu dạng xoáy xoáy như này, bởi vì điện tử dạng đấy. Nhưng mà cái đường xoáy của nó rất là bé và nó tạo theo một cái trục giống như các cái trục thẳng, thì từ đấy tạo ra cái quy tắc đi nó giống như tương tự tia sáng. Thì ví dụ nếu bạn so sánh một cái bảng ở đây chẳng hạn với các cái hiệu điện thế tăng tốc khác nhau của sóng điện tử, ví dụ từ 100 kV đến cỡ khoảng 1.000 kV chẳng hạn, thì bạn có thể tạo ra được sóng điện tử với bước sóng ở cỡ ở đây ví dụ một cỡ khoảng cấp dưới picomet đúng không, không một phẩy mấy picomet. Và nguyên tắc trên nguyên tắc thì nếu bạn tạo ra được một cái hệ thống thấu kính từ hoàn hảo thì thậm chí thì có thể quan sát được độ phân giải đến cỡ hàng picomet. Nhưng mà thực tế thì thấu kính từ hay thậm chí không có, trên đời này không có thấu kính hoàn hảo, tức là nó vì nó có gọi là hệ thống quang sai của thấu kính, vì thế là cái độ phân giải của thấu kính của thiết bị hiển vi điện tử nó không chỉ giới hạn bởi cái bước sóng mà nó còn bị giới hạn bởi cả quang sai của thấu kính nữa. Như công thức ví dụ đưa đưa ở đây chẳng hạn, người ta công thức về cầu sai của thấu kính thì độ phân giải bị giới hạn bởi bước sóng này và cầu sai của thấu kính từ,
Thì ví dụ chẳng hạn nếu mà bạn với bước sóng với cái thiết bị hiển vi điện tử phổ biến là 200 kV chẳng hạn, thì bạn và với ví dụ như là cầu size và cỡ 1,2 mm thì bạn có thể tạo ra độ phân giải cỡ 2,4 năng sâu. Tức là nó vào cấp độ nguyên tử rồi, bạn có thể hoàn toàn rất dễ nhìn được mạng tinh thể cho để chúng ta xem. Đây là nếu bạn theo cái sơ đồ theo thời gian để nhìn thấy rằng cái sự thay đổi như nào về độ phân giải trong TEM, thì ví dụ lần đầu tiên mà nó tạo ra vào những năm 30 chẳng hạn, độ phân giải của nó khá là nhỏ đúng không, chỉ cỡ khoảng một vài chục nanomet. Nhưng mà sau đấy trong khoảng mấy chục năm phát triển cho đến khoảng trước năm 2000 thì người ta đã đạt đến độ phân giải cỡ vào với cỡ angstrom rồi. Và sau đấy thì từ những năm 2000 cho đến trở đây thì sự phát triển của cái loại như các cái kỹ thuật về loại trừ quang xa ấy, người ta đã tạo ra được cái độ phân giải đến cấp độ dưới cả angstrom. Với ví dụ như là phổ biến bây giờ các cái thiết bị stem thực phẩm bán hiện nay trên thị trường ấy, thì người ta có thể tạo ra độ phân giải vào cỡ khoảng 0,5 đến 0,7 angstrom. Hoặc là cùng với một số thuật toán và xử lý về detector thì người ta tạo ra được độ phân giải tốt nhất hiện nay bằng cỡ khoảng 0,39 angstrom. Thì tất nhiên cái đấy thì nó cần phải đòi hỏi một số bổ sung thêm chứ không phải theo thiết bị thực phẩm đơn giản. Ok, thế thì tôi đi giới thiệu thêm một chút về những cái khả năng TEM có thể khả năng làm gì. Khả năng đầu tiên chúng ta đều biết nó là khả năng chụp ảnh, quan sát, chúng ta tạm gọi là thiết bị quan sát chụp ảnh đi. Thì hai cái thiết bị quan sát hầu hết các bạn nào mà bất kỳ từ học ở TEM mức độ cơ bản ở đây thì các bạn ở bên là ví dụ TEM có thể chụp ảnh trường sáng và trường tối để quan sát những cái kiểu như ví dụ như bạn làm các về hạt nano chẳng hạn, thì bạn thế được quan sát được các hạt nano có hình dạng ra làm sao, phân bố kích thước như nào đúng không? Thì trường sáng tức là thường thì người ta trường sáng trường tối liên quan việc chúng ta sẽ sử dụng khẩu độ để tách các chùm tia sau khi truyền qua vật. Thì ví dụ với trường sáng chúng ta nhìn ở tôi gọi trường chúng ta trường sáng chúng ta thể thấy này, bức ảnh tạo ra trên một cái nền rất là sáng. Đó. Thì là gì? Là nguyên tắc là chúng ta sẽ đặt khẩu độ ở chính giữa và lúc đấy khẩu độ sẽ giúp chúng ta hướng cái chùm tia gần như là kiểu như truyền đi thẳng thôi. Chùm tia này sẽ có cường độ lớn nhất, vì thế mà cho nên ảnh chúng ta có rất sáng. Cái loại ảnh thứ hai mà những người mà nếu mà có quan tâm vật liệu mà có chút cấu trúc tinh thể thì người ta sẽ rất thích là đó là ảnh trường tối. Thì là gì, khi mà ảnh sóng điện tử mà truyền qua vật thể mà có cấu trúc tinh thể thì lúc ấy điện tử nó sẽ bị tán xạ. Thế lúc ấy chỉ cần sử dụng một cái khẩu độ mà bạn hứng cái chùm tia bị tán xạ đi thì bạn sẽ có thấy là gì, chiếc ảnh mặc dù là ảnh bị tối đi nhưng mà bất kỳ khi nào bạn có cấu trúc tinh thể mà nó có cái phù hợp với cái hướng tán xạ đấy thì bạn sẽ thấy cái phần đó nó sẽ sáng lên. À, thì cái loại ảnh này nó rất là thích cho những cái người mà muốn nghiên cứu về ví dụ như là các cái sai hỏng trong tinh thể này, hoặc là thậm chí phân bố các cái hạt tinh thể ra làm sao dùng phương pháp trường tối. Hoặc cái này nữa là nhiều người rất thích luôn, làm vật liệu nano thì càng thích ở hạt nano của mình có cấu trúc tinh thể hay là cấu trúc không phải tinh thể hay là vô địa hình đúng không? Thì cái loại gọi là high resolution TEM imaging, người ta hay gọi là thiết bị hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao. Thực ra không hề có cái thiết bị chuyên biệt này nha, mà thực ra thì cái chế độ tạo ảnh hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao hay gọi HRTM thì là có thể tạo ra được ở bất kỳ cái TEM nào phổ biến bây giờ, bất kỳ nào, chỉ cần là bạn có thể điều chỉnh thiết bị này, mẫu của bạn có đủ điều kiện để tạo ra thôi thì bạn có thể tạo ra được ảnh HRTM. Nguyên tắc của nó chính là cái hình ảnh giao thoa của sóng điện tử. Khi sóng điện tử này tán xạ trên từng cái mặt tinh thể một và nó được giao thoa trở lại thì bạn sẽ có những cái hình ảnh các mặt tinh thể, bạn thấy nó là từng các cái cột một, như ở đây giống như cái vân giao thoa, mỗi cái điểm đấy chính là một cái vân giao thoa, là một cái điểm tán xạ nguyên tử. Thì bạn có thể coi một cái gần đúng là đây nó giống như hình ảnh phóng đại của cái mạng tinh thể trong nguyên tử lên, đúng không? Thì bạn chỉ có thể nhìn được nếu như mẫu của bạn, thứ nhất là nhìn được này, mẫu có cấu trúc tinh thể và cái tinh thể này được định hướng tốt theo cái hướng của chùm tia mà chúng ta tạo ra đây. Thì cái này những người mà làm ví dụ là hạt nano thì sẽ rất là thích chụp các cái bức ảnh như này để chứng minh rằng hạt nano của tôi có cấu trúc tinh thể, và thậm chí có thể tính toán được các cái thông tin sơ bộ về tinh thể bên trong dùng cái câu phương pháp này. Và nữa là những cái người mà lại có quan tâm đến cấu trúc tinh thể của vật liệu thì người ta lại có một cái thứ hai nữa là TEM có đặc điểm thứ hai là khi điện tử tán xạ trên mạng tinh thể thì chúng ta lại từ cái hiệu ứng tán xạ đó chúng ta lại có thể tính toán được cấu trúc. Nó cũng tương tự kiểu như là nhiều người hay dùng kiểu bằng phương pháp nhiễu xạ tia X để tính toán cấu trúc tinh thể. Tất nhiên nhiễu xạ tia X chẳng hạn thì nó lại cho một cái aspect khác là trong một vùng rộng hơn rất nhiều so với TEM. TEM thì là nó cho một cái thông tin về local nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn bạn có hệ nhiều hạt nano chẳng hạn thì bạn có thể tính toán cấu trúc tinh thể của từng hạt một hay các hạt trong vùng từng hạt có sự khác biệt nhau như nào. Thì có hai loại nhiễu xạ trên TEM mà chúng ta hay dùng là nhiễu xạ một SAED
Tức là nhiễu xạ lựa chọn vùng và loại theo CBD, tức nhiễu xạ và có trùng tia hội tụ. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn cái hình như này. Một cái loại SADA này thì là nó có sử dụng một trùng tia song song và có một khẩu độ để từ đấy ta có thể giới hạn được cái vùng mà mình muốn tạo ra ảnh nhiễu xạ. Một cái loại khác là conversion beam là dùng bằng trùng tia hội tụ, thì bạn hội tụ trùng tia và sau đó bạn có thể dịch chuyển trùng tia lên bất kỳ một cái vị trí nào ở trên mẫu mà bạn muốn tạo ảnh thì nó cũng cho bức ảnh. Thì nó có hai cái loại như này. Ví dụ chẳng hạn ảnh những cái người mình nhiễu hạt nano ấy thì lại thích cái kiểu loại ASAD. Từ đấy có thể cho được một cái phổ nhiễu xạ dạng các cái hình tròn, hoặc cũng có thể là các cái chấm sáng. Mà từ việc phân tích các cái kích thước của phân bố cường độ của các đường vân tròn này, hoặc là bán kính của vân tròn, là bạn có thể tính toán được chính xác cấu trúc tinh thể. Hoặc thậm chí nhiều hơn nữa là bạn có thể tính toán được, gần đây chúng tôi có sử dụng cái phương pháp này và áp dụng một số phương pháp tính toán về phân bố xuyên tâm, thì chúng ta có thể tính toán được thậm chí các liên kết ở trong cái tinh thể này có là gì. Chẳng hạn với cái hệ hạt oxit kẽm mà chúng ta được tính toán được ra các cái độ dài liên kết hóa học trong ví dụ ZNO, hoặc là tính toán liên kết ZNC trong cái cấu trúc này. Và cũng tương tự như thế thì cái của kỹ thuật CBD thì bạn có thì cho cái phổ nhiễu xạ nó hơi khác một chút, là có dạng các cái đĩa. Thì thường CBD thường chỉ ứng dụng, thường phổ biến được tính toán cho các cấu trúc đơn tinh thể thôi. Thì nó, nhưng mà nó lại rất là mạnh khi tính toán sâu về trong tinh thể, ví dụ như là tính toán các cái nhóm không gian hoặc cái định không gian của tinh thể thì CBD này trở nên rất là mạnh. Một cái loại khác mà tôi có nói bên trên nhưng mà sẽ bây giờ giới thiệu là gọi là STEM đấy, đúng không? Thì là gọi là scanning transmission electron microscopy. Thì cũng nhiều bạn thì lại sử dụng một cái kỹ thuật gọi là người em sinh đôi của TM là SEM, sợi em xem. Thì là xem bằng cách sử dụng là chúng ta hội tụ một cái chùm tia và quét cái chùm tia trên mẫu, và SEM thì sẽ ghi lại các cái bức xạ phát xạ ngược trở lại để tạo ra ảnh. Thì TM, STEM cũng tương tự như thế. STEM thì cũng dùng các chùm tia hội tụ và quét như này, nhưng mà nó lại hứng chùm tia xuyên qua mẫu ở bên dưới. Thì và nó sẽ tạo ảnh theo từng pixel một, mỗi điểm được quét ra sẽ tạo ra một bức ảnh. Thì cái điểm mạnh của STEM là ví dụ như cái có nhiều chế độ tạo ảnh của nó, thì chế độ mà người ta rất thích là gọi là SAADF HDAP, ảnh nhiễu xạ ảnh STEM với vành khuyên góc lệch, vành khuyên lớn. Thì nó sẽ cho cái độ tương phản, như ví dụ trong một cái kết quả mà tôi có thể show cho bạn đây, nó sẽ cho cái tương phản khác nhau tỷ lệ với lại khối lượng của các nguyên tử ở trong mẫu. Các bạn thấy trên một cái cắt ngang của cái màng mỏng đa lớp, ở đây có silicon oxide, indium titanate và vàng và platinum đó. Thì bạn sẽ thấy là mỗi vùng nguyên tố khác nhau sẽ có một cái độ cường độ sáng, độ tương phản khác nhau. Thì cái đấy nó rất là mạnh để chúng ta phân tích các thành phần năng nguyên tố. Và một cái bức ảnh tôi rất hay dùng để gọi là demonstration cho các bạn sinh viên trong trung tâm chúng tôi là ảnh mạng tinh thể của silicon. Trong đơn tinh thể silicon chẳng hạn thì dùng STEM chẳng hạn, độ phân giải rất là cao. Cái bức ảnh này để demonstrate là có độ phân giải vào 0.7 angstrom. Thế thì nhiều người rất là thích STEM HDAP để phân quan sát độ phân giải cao. Thì điểm mạnh của STEM ấy ở đây là gì? Bạn sẽ thấy chúng ta sẽ tạo ảnh trên từng một điểm ảnh một, thì có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra cái phương pháp là bằng gọi là analytic, là phân tích thông tin trên từng một điểm ảnh. Sau này chúng ta sẽ kết hợp với các phương pháp phổ nữa. STEM dùng không chỉ dùng đơn thuần là để quan sát, mà nó dùng kết hợp với các phương pháp phân tích phổ nữa để tạo ra, xây dựng thông tin với độ phân giải rất là cao, cũng như là có khả năng tạo ra mapping, hay là gọi là quan sát các bản đồ phân bố, nó rất là mạnh. Ok, ví dụ tôi lấy một cái case study của chúng tôi làm là bằng dựa trên các hạt oxit neon oxide. Ở đây thì cái này nó là sự pha trộn của nhiều cái oxit khác nhau, và cái oxit này có thể có các cái tỷ lệ phần trăm nguyên tinh thể khác nhau. Thì ở đây bạn thấy là nhờ cái phương pháp phân tích về nhiễu xạ hạt chẳng hạn, nhiễu xạ tinh thể ở đây, thì chúng ta có thể tính toán được ra cái tỷ phần của hai cái loại tinh thể là neon có hóa trị 5 với neon hóa trị 4 hóa trị khác nhau, và tính toán chính xác cái cấu trúc tinh thể của từng cái loại trong này. Hay là TM không chỉ đơn giản là phân tích cấu trúc, vừa rồi chúng ta nói là phân tích nhìn quan sát cấu trúc vật lý, tức là ví dụ sắp xếp các nguyên tử ra làm sao này, và nó có thể làm nhìn xa hơn nữa, tự nhiên ví dụ phân tích về cấu trúc điện tử, ví dụ các cái vật liệu từ chẳng hạn, thì trong đấy nó có cấu trúc từ phân bố các cái từ độ ra làm sao, đúng không, hình ảnh các từ độ, hay là
Thì nó cũng có thể dùng để quan sát cấu trúc domain, cấu trúc từ điện từ. Hay ví dụ trong một cái ví dụ ở bên tay phải thì sử dụng cho một cái kỹ thuật khác người ta gọi là cái gì toàn ảnh điện tử dùng ở trong TEM, thì thậm chí như đây bạn có thể phân tích ví dụ như một cái dây dây nano là gallium phosphine, thì có cái trục dài chiếu theo đường đường chiếu chéo này, chiều dài của dây nano là như thế. Nhưng nhờ cái phân tích về TEM bằng gọi là phương pháp toàn ảnh điện tử trong TEM ấy, thì thậm chí bạn có thể tính toán được ra là cái này có cấu trúc co co cell này, nhưng bạn thấy co ở giữa thì người ta có thể tính toán phân tích được chính xác cái co ở giữa nó chính là cái loại gọi là bán dẫn pha tạp loại pi, và cái vỏ của nó thì lại là bán dẫn pha tạp loại n. Nếu mà chỉ quan sát bằng cái vật lý thông thường chúng ta sẽ thấy nó hoàn toàn giống, gần như không nhìn thấy khác nhau được gì. Nhưng phân tích bằng 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 tem có sử dụng toàn ảnh điện tử thì chúng ta lại phân biệt được một cách vật lý rằng đây là hai cái vùng với hai độ pha tạp khác nhau. Đó. Đó, thì vừa rồi tôi nói là gì, tem có thể khả năng dùng là quan sát này hoặc là tính toán cấu trúc tinh thể này, nhưng mà điểm mạnh hơn nữa của tem so với lại các cái phương pháp về hiển vi khác ấy, là nhờ cái sự tương tác của chùm điện tử với lại mẫu vật. Thì chùm điện tử là một cái hạt 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 mang điện với năng lượng cao, thì khi tương tác với lại các nguyên tử trong vật mẫu nên nó có thể tạo ra cái nhiều các thông tin từ tương tác, ví dụ như là nó có thể phát ra và ra các chùm điện tử thứ cấp này hạn đấy, hay là phát ra ánh sáng theo kiểu huỳnh quang này, hoặc có thể phát ra kiểu như là tia X này, hoặc có thể ví dụ như là mất mát năng lượng của điện tử do tương tác với nguyên tử, và từ từ việc ghi nhận các cái bức xạ đấy mà bạn có thể có khả năng nhiều các phương pháp phân tích phổ khác nhau rất là hữu ích đối với những người là quan tâm về mặt hóa học của nó. Mà ở đây có hai phương pháp phân tích phổ rất là phổ biến ở trong TEM, đó là EDS. EDS có nghĩa hay là viết đầy đủ, người ta có thể viết là XEDS, X-ray energy dispersive spectroscopy, thì nó rất là mạnh dùng để phân tích về mặt gọi là thành phần các nguyên tố. Và loại thứ hai gọi là EELS, Electron Energy Loss Spectroscopy, tức là phân tích về phổ mất mát năng lượng điện tử trong trong TEM, thì nó có nhiều thông tin hơn nữa và tôi sẽ giới thiệu cụ thể trong cái phần dưới như này. Ok, đầu tiên chúng ta đi về 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 EDS. EDS thì kể cả các bạn khác làm việc như là trên các thiết bị về SCM thì bạn cũng có thể có EDS. Như EDS ở SCM thì năng lượng của điện tử nó thấp hơn, và hai nữa là cái độ phân giải của phân tích nó thấp hơn so với của TEM. Thì nguyên tắc vật lý thì ở đây các bạn có thể học thậm chí từ lớp 12 là học rồi. Là gì, khi một chùm điện tử có năng lượng cao ấy va chạm với mẫu thì nó sẽ đi xuyên, bởi vì nó có năng lượng rất cao nó sẽ đi xuyên vào trong nguyên tử, trong cái các cái lớp điện tử có năng lượng cao hơn ở bên trong, thì từ va chạm thì nó làm điện tử bị, nó sẽ bứng ra một cái điện tử, thì thằng điện tử ở mức năng lượng khác nó sẽ nhảy vào chiếm chỗ, và từ đấy nó sẽ làm tạo ra phát ra một cái photon, đúng không? Photon này có năng lượng cao đấy, nên photon tia X. Thì cái năng lượng nó sẽ có thể có hai loại photon tia X, đấy là một cái phổ gọi là Madelung có năng lượng nguyên tử. Một loại thứ hai nó gọi là characteristic X-ray, tức là các cái tia X mang năng lượng đặc trưng của nguyên tố, tức là hiểu là nó tỷ lệ với lại khối lượng nguyên tử ở bên trong đấy. Thế từ cái việc phân tích cái tia X đặc trưng đó mà chúng ta có thể có thông tin được về 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 khối lượng nguyên tử ở trong mẫu. Cho nên là EDS nó cực kỳ dễ để việc phân tích là gì, khối lượng nguyên tử ở trong đấy ra, và từ đấy bạn có thể để tính ra được là có những nguyên tố nào có mặt ở trong 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 mẫu, bởi vì bạn thấy phân tích năng lượng đặc trưng của tia X. Và ở đây nữa gì, là nguyên tố có khối lượng càng cao thì khả năng phát tích nó càng lớn, thế cho nên là gì, cái EDS nó rất là nhạy với các nguyên tố mà có năng lượng cao. Thường thì ví dụ chẳng hạn có cỡ khoảng nặng khoảng bo trở lên hay là carbon trở lên, đến cỡ khoảng đấy trở lên thì sẽ phân tích EDS là ok. Nhưng mà tất nhiên là phân tích những cái phức tạp mà có các nguyên tố nhẹ là thường EDS cũng không không phải là nhạy lắm đâu, nhất là khi các nguyên tố có độ khoảng cách nguyên tố quá lớn thì những thằng nhẹ thường bị yếu đi đó. Và hai nữa là nó cho bạn thông tin là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm cái nguyên tố có mặt ở trong đó, với độ sinh trắc của EDS nó vào cỡ khoảng 0,5%, và cho nên nó rất là hữu ích cho việc như bạn, nếu chúng ta kết hợp với lại phương pháp STEM mà tôi nói bên trên ấy, thì chúng ta có thể vẽ được cái bản đồ phân bố các nguyên tố trong mẫu như nào, đúng không? Ví dụ như đây trong một cái case study tôi giới thiệu ở đây nha. Cái hệ hạt nano này là các hạt nano manganese oxide có được decorate bởi một số nguyên tố kim loại quý kết hợp với carbon ở trong đấy. Thì nếu chẳng hạn nếu từ cái phổ chúng ta sẽ ghi ngay được cái phổ, chúng ta kết hợp với stem chẳng hạn, chúng ta sẽ tạo ra một cái bức ảnh trên một cái khu vực trong hình hình chữ nhật này,
không? Thì chúng ta thấy có thứ nhất là bức ảnh SDAP đây này, chúng ta thấy là quan sát ô đây chính là các cái hạt nano này, có dạng hình gọi nano rod. Đồng thời là ví dụ nếu chúng ta lại phổ chúng ta tính toán được trong đấy sẽ có oxy này, có silicon này, có manganese rồi có vàng vân vân, đúng không? Và chúng ta vẽ được ra bản đồ nguyên tố các phân bố các nguyên tố như manganese và oxide, còn elemental map. Nhưng điều đặc biệt thứ hai chẳng hạn nếu nguyên tố vàng ở đây được cái theo cái phương pháp chế tạo rất đặc biệt, và vàng thì lại decorate ở trên các cái hạt nano, và mỗi cái vùng còn island vàng thì nó rất là bé nhỏ, kích thước cỡ khoảng một vài nanomet nhỏ chẳng hạn, chẳng hạn quan sát bình thường không nhìn thấy, hoặc rất nhiều phương pháp khác phân tích khó mà nhìn được, bởi vì kích thước nó quá bé thì nó không có cái độ tương tác của nó không cao thì rất là khó. Thì ở đây STEM thì có thể nhìn được lại đây đấy, trong cái bức ảnh thứ ba là dưới cùng thì chúng ta thấy cái map của vàng là hình màu đặc trưng, vàng là màu đỏ tôi tạo hình đây. Thì một là ví dụ chẳng hạn cái hạt trắng rất là sáng giữa là chính là vàng bởi vì nó nặng nhất trên ảnh SDAP này, nó cũng rất là sáng. Nhưng tất nhiên sáng nó chỉ cho ta biết rằng đây là cái nguyên tố có độ có gọi là có nguyên tử khối nặng thôi. Như giờ EDS chúng ta biết là cái nguyên tử nặng này chính là vàng cái hạt này. Những cái phần mà nó bị kết tụ lại vàng kết tụ là trở thành cái hạt khá là lớn. Nhưng đồng thời trên các cái hạt nano manganese oxide này chúng ta có thể thấy vàng cũng decorate chính xác ở trên các cái hạt nano đấy. Nó sẽ rất là hữu ích cho chúng ta để các cái tính toán tiếp theo. Ok. Loại thứ hai là phổ tổn hao năng lượng điện tử. Thì cái này là phương pháp chúng ta là gì? Chúng ta ghi lại cái chùm điện tử gọi là tán xạ không đàn hồi. Khi điện tử chiếu qua mẫu thì năng lượng của nó sẽ bị mất mát. Thì việc chỉ cần ghi lại, phân tích cái phổ năng lượng của cái chùm điện tử đó thì lúc đấy chúng ta sẽ nó sẽ có tính chất đặc trưng hóa học của kính trong mẫu. Thì cái phổ ưu này phức tạp hơn rất nhiều. Vì phức tạp thì nó lại có nhiều thông tin mà dân làm hóa sẽ rất là thích. Ví dụ ngoài cái việc là chúng ta có thể tính toán được là có những nguyên tố nào này trong đấy này, tỷ lệ các nguyên tố làm sao này, thì bạn lại có thể tính toán được bằng ưu là ví dụ như là các cái trạng thái oxy hóa này, hay là tính toán là ví dụ như là các vùng năng lượng này, cấu trúc vùng năng lượng này, cấu trúc vùng dẫn, vùng hóa trị này, mật độ điện tử này, hay trong hóa hay quan tâm là ví dụ như chemical bond chẳng hạn, là kiểu độ dài các liên kết hóa học đặc trưng ở trong đó, đúng không? Cái ưu thì nó lại rất là những người mà làm các nguyên tố nhẹ nó rất thích, ví dụ làm các cái oxit hay thậm chí nguyên tố cực nhẹ nó có thể tính toán được, thậm chí phân tích tận cấp cỡ lithium gần đến mức đầu bảng của bảng tuần hoàn, và nó lại có thể dễ dàng tạo ra được cái mapping với độ phân giải cao hơn so với EDS. Nhưng một ví dụ tôi có thể show các bạn đây, ví dụ như là một cái lớp mỏng graphene được mọc ở trên có đơn lớp và đa lớp và hai lớp được mọc ở trên từ một cái wedge bằng silicon. Thì phân ngoài việc bạn chụp đến cái mạng tinh thể của graphene ở đây này, thì người ta chụp phân tích phổ ưu của nó thì người ta tìm được ra hai liên kết học đặc trưng có số điện là liên kết liên kết sigma và liên kết pi. Thì liên kết một cái liên kết pi thì nó đặc trưng cho cái liên kết carbon ở trong mạng graphene. Thì liên kết sigma sau đấy thì người ta tìm ra được là chính là cái chuyện có liên kết của carbon và silicon, và trong đấy tức là có phần của silicon đã đi vào trong mạng tinh thể của carbon. Đó. Thì chỉ có thể phân tích như này thì bạn tìm ra, và từ cái việc lọc các cái liên kết đấy ra thì người ta có thể map về chính xác vị trí nào có silicon hay có các phân tử khác đi vào trong mạng tinh thể của graphene ở đây. Hay là phân tích đây, ở cấp độ nguyên tử, đúng không, các bạn thấy là strontium titanate đơn tinh thể ở đây thì người ta dùng ưu, người ta có thể dễ dàng map ra được cái vị trí của các nguyên tố ở đây, ví oxy nằm ở vị trí nào, hay là titan strontium nằm ở vị trí nào, rất đạt được độ phân giải nguyên tử khá là dễ dàng với ưu đây. Đó thì những cái mà tôi vừa giới thiệu cho các bạn ấy, thực ra thì nó như là giống như chuyện chúng ta cũng chỉ như là cái anh chàng mà vác máy ảnh đi chụp thôi, đúng không? Chúng ta cầm máy ảnh đi chụp một bức ảnh tĩnh, có thể bạn có thể lấy thêm cả phổ của nó để hiểu thêm được bức ảnh tĩnh đi trong đấy có những cái gì ở trong đó. Nhìn rất là sâu, nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy là nhiều lúc chúng ta chụp được bức ảnh nhìn thấy được ngay trước mắt nhưng chưa chắc đã đạt cái gì chúng ta muốn thấy. Nhưng mà cái câu chuyện mà tôi share đây có thể hơi hài hước hay vô chút là chuyện Đức Khổng Tử ngày xưa nhìn thấy một anh học trò là anh Nhan Hồi, anh ấy ăn vụng cơm. Đầu tiên Hồng chỉ nhìn thấy và rất là buồn vì học trò của mình, anh ở cái thằng mình rất là cưng nó lại ăn vụng cơm. Nhưng mà sau cuối cùng ấy thì Nhan Hồi mới nhận ra thực ra không phải là con ăn vụng cơm, mà lúc đấy là gì, bụi nó bay vào trong nồi cơm thì con thấy tiếc quả của quá thôi, con vứt nó đi nhưng con lại tiếc gạo, cho nên là thôi con ăn nốt cái phần cơm bẩn đấy, con lại để lại sạch cho thầy cúng cụ rồi là để cho
và các bạn ăn thôi, bây giờ con không ăn nữa. Thì thầy Khổng Tử mới ngã ngửa ra là ôi hóa ra mình, cái xảy ra ngay trước mắt mình, mình chưa chắc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao lại không xảy ra? Bởi vì thực ra là không quan sát toàn bộ câu chuyện thôi, đúng không? Thì cái mà chỉ chụp ảnh tem, một bức ảnh tem hay là chụp một cái phổ ấy, nó cũng giống như thế, chúng ta giống chỉ nhìn thấy một thời điểm để nhất định thôi, nó chưa chắc đã cho chúng ta được toàn bộ câu chuyện mà chúng ta muốn. Nó không bao giờ cho đầy đủ, tôi tạm gọi là không cho đầy đủ câu chuyện mà chúng ta muốn biết. Bởi vì có nhiều vật liệu nó có thể thay đổi khác nhau ở trong cái môi trường. Ví dụ như trong một số năm tôi có đang hợp tác với lại giáo sư hướng dẫn Cổ Thiện ở đây làm về vật liệu về MOF. MOF chẳng hạn nó cực kỳ nhạy với sóng điện tử chẳng hạn, thì trong phân tích thì nó đã làm thay đổi cấu trúc. Thì nếu cả quá trình thì nếu chúng ta chỉ chụp có một thôi thì cấu trúc nó thay đổi hoàn toàn rồi, thì không thể hiểu được nó. Vật liệu có thể thay đổi cấu trúc đi một thậm chí cách động theo thời gian, theo môi trường, đúng không? Chúng ta lại muốn hiểu được cái cơ chế thay đổi đấy nó ra làm sao, cấu trúc và tính chất, hai cái trụ cột trong khi trong làm về vật liệu hóa học. Có cấu trúc thì nó sẽ quy định được tính chất, nhưng nếu cấu trúc có sự thay đổi dưới cái tác động khác nhau của môi trường thì sẽ dẫn đến tính chất khác nhau, và chúng ta muốn tìm hiểu nó thì ở đây chúng ta không thể nào mà chỉ đi rằng là chỉ chụp một bức ảnh này để tìm hiểu câu chuyện. Vì thế dẫn đến chuyện ra đời các thiết bị, các cái phương pháp nghiên cứu là in situ hay là dynamic hay là operando, chúng ta hay dùng trong hóa. Thì đó là tôi nói về một cái hướng về in situ TEM, và sau đấy thì nó sẽ có một cái hệ quả khác là environmental TEM. Thì in situ là một cái từ khóa như tôi cũng không dành lắm về ngôn ngữ, nhưng nó bảo xuất phát từ tiếng Latin gì đấy. In situ theo dịch tiếng Anh là on site, in the original place, tức là tại chỗ, chúng ta nhìn tại chỗ chúng ta biết được đầy đủ hơn in situ. In situ nó không phải là thiết bị. Nhiều người hay viết nên nói rằng là chúng tôi có thiết bị in situ tem. Thì cái in situ tem nó không phải thiết bị, mà thực ra đấy chỉ một phương pháp, một cách tiếp cận để từ đấy bạn có thể in situ tem giúp bạn. Nó ở đây có nghĩa là gì? In situ tem có nghĩa là bạn phân tích TEM. Thì có nghĩa là TEM đây có nghĩa là cũng in situ TEM có thể hiểu là chúng ta là gì? Chúng ta làm phân tích TEM trong quá trình, trong suốt một quá trình dài mà lúc ấy mẫu chúng ta được đặt vào trong một cái thí nghiệm nhất định, đúng không? Để chúng ta từ đấy có thể tìm hiểu được cái mối liên hệ giữa cấu trúc và tính chất trong quá trình thay đổi. Ví dụ chẳng hạn ở đây tôi giới thiệu một người video rất ngắn đơn giản như này. Tôi biết chắc ở Việt Nam có rất nhiều anh chị làm về chế tạo các dây nano, ví dụ silicon dây nano bán dẫn bọc trên chẳng hạn. Thì và cuối cùng có nhiều anh chị có những bức ảnh rất là đẹp, và tôi thấy các anh chị gửi bên nước ngoài chụp hoặc chụp Việt Nam rằng các cái dây nano silicon có tinh thể, đơn tinh thể rất là đẹp mọc lên bằng cách sử dụng bằng vàng làm xúc tác ở trên bề mặt để mọc dây ấy. Thì cái chúng ta có cuối cùng là một cái dây nano rất bé, và chúng ta thường kết luận là ví dụ dây mọc theo một cái hướng nào đó. Ví dụ ở đây chẳng hạn, nếu mà nhìn này chúng ta thường nói rằng là cái dây nano gallium arsenide sẽ mọc theo hướng theo từ dưới lên trên như này, đúng không? Thì không ai có thể dám chắc điều gì. Thì đi làm sao mà chúng ta có thể biết được dây nano có thể mọc theo cái hướng tinh thể này, hay là nó có thể mọc mở rộng sang ngang như này, hay là mọc chéo, làm sao mà biết được, đúng không? Chúng ta cái thu được cuối cùng mà đem đi chụp TEM tĩnh ấy, là một cái dây đã mọc xong rồi, chúng ta chả biết cơ chế nó mọc ra làm sao. Nhưng nếu chẳng hạn làm in situ trong TEM ấy, trong TEM người ta tạo ra cái môi trường người ta có thể mọc được dây chẳng hạn, thì chúng ta để đây ok. Các bạn thấy các cái từng lớp tinh thể nó mọc từ dưới lên trên với catalyst vàng, đúng không? Hiểu được cơ chế mọc theo hướng tinh thể nào, rõ một điều không có thể cãi cọ được điều gì đó. Hay là ví dụ là nếu bạn thay đổi áp suất thì chúng ta có thể thay đổi nhìn tốc độ mọc nhanh chậm như làm sao bằng cách thay đổi áp suất này, đúng không? Hay là thay đổi các điều kiện của mọc dây, chúng ta sẽ có những sự thay đổi khác nhau. Mà lúc ấy nếu mà không dùng bằng in situ ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được điều đấy. Ok, thì ở đây có nghĩa là gì? Đó, cái bức ảnh này mà một tác giả tạo ra rất là hay ở trên trang của một trường đại học, người ta tạo ra là gì? Chúng ta vừa quan sát, vừa với mẫu chúng ta sẽ tạo ra các cái kích thích của mẫu, và cùng vừa đo đạc cả mẫu luôn. Chúng ta vừa quan sát cấu trúc của nó bên dưới, đồng thời bên xung quanh chúng ta sẽ đo được tính chất này, và đồng thời đo được những cái thay đổi kích thích của mẫu để tìm hiểu cơ chế. Đó. Thì ở đây in situ tem có thể làm được rất nhiều điều luôn. Nếu miễn là chúng ta chỉ cần thiết kế thí nghiệm in situ tem, có nghĩa là thực hiện thiết kế thí nghiệm trong TEM để từ đấy chúng ta có thể để tìm hiểu được dễ rồi. In situ TEM có thể làm được rất nhiều thứ mà nhiều người chúng ta không làm trước đây, chưa hề nghĩ tới. Ví dụ chẳng hạn như tôi giới thiệu trên, chẳng hạn làm về môi trường này,
trong tạo ra môi trường để xem vật liệu phản ứng học ra làm sao này, phản ứng học cấp độ phân tử này, hay ví dụ đo về tính chất cơ này bằng cách trực tiếp tác động cơ ở trên mẫu, đo về cấu trúc từ, tính chất từ này, hay thậm chí dùng một xúc tác quang thôi, chúng ta có thiết kế thêm cả những cái về ánh sáng tác động vào để xem khả năng xúc tác làm sao, hay là đo tính chất điện khi chúng ta đặt bias vào đó để đo khả năng tính chất điện tạo ra thay đổi cấu trúc, làm thay đổi tính chất điện ra làm sao, thậm chí tạo ra trong môi trường chất lỏng. Thì em là rất thích luôn, những người đang làm về điện hóa rất thích làm tem trong môi trường chất lỏng. Ok, thì có rất nhiều thứ. Một cách đơn giản thì bạn chỉ việc thiết kế thí nghiệm làm sao nó thích hợp trong buồng tem, và bạn có thể quan sát được in situ TEM. Như cái tôi giới thiệu đây chẳng hạn, ngày xưa tôi, đây là cái một trong thành tựu mà tôi làm trong thời khi còn làm PhD student. Thì ấy tôi có hợp tác với lại một nhóm nghiên cứu bên Nhật, thì họ phát minh ra cái màng cobalt iridium, là một cái cuối cùng luôn để trong cái hệ ghi từ trong ổ cứng. Thì cái màng này nó giúp loại trừ cái nhiễu, không còn một cái nhiễu trong ổ cứng nữa. Thì nhưng mà người ta tạo ra, mặc dù tạo ra thì về mặt cơ bản thì người ta đi tìm sâu hơn là cơ chế nào giúp tạo ra cái xóa được cái nhiễu ở trong đấy ấy, thì người ta lại không hiểu luôn, người ta lại tìm cách không hiểu. Thì một trong những nghiên cứu mà tôi hợp tác ở đấy là tìm hiểu cái sự thay đổi về cấu trúc từ ở trong đó, tác động cấu trúc từ ở đây. Thì ví dụ như suốt trong một cái quá trình từ hóa chúng ta thay đổi, khi chúng ta đặt từ trường vào ấy thì nó sẽ có sự từ hóa, cơ chế từ hóa rất là khác nhau ảnh hưởng đến cấu trúc. Thế lúc đấy thì lúc ấy nó sẽ tạo giải thích được cái cơ chế là nhiễu từ đâu mà có thể xóa được nhiễu này, nhờ cái tìm hiểu về cơ chế từ hóa. Ok, một case study khác mà tôi giới thiệu đây chẳng hạn về vật liệu nhiệt điện và hợp kim antimon kẽm. Cái vật liệu này cũng rất là nổi tiếng trước đây chẳng hạn. Antimon kẽm thì người ta, nó có tính chất nhiệt điện rất là tốt và nó có thể hoạt động trong vùng khoảng từ nhiệt độ phòng đến cỡ khoảng 700K. Thì cái đặc điểm của cái vật liệu này ấy, ok, các bạn có thể, một số bạn sẽ rõ, ví dụ vật liệu nhiệt điện thì chúng ta hiểu đơn giản là ví dụ chúng ta sự áp đặt sự thay đổi nhiệt độ của gradient nhiệt của nó sẽ tạo ra một hiệu điện thế, đúng không, chuyển đổi nhiệt biến thành điện đó, giống hiểu cái đơn giản như vậy. Thì nó, nếu mà chúng ta có những cái device nhiệt điện thì bài toán về năng lượng sẽ rất hữu ích, giảm được ô nhiễm, nó không phải dùng đến nhiệt. Thì chúng ta quay trở lại cái vật liệu này, thì cái dân làm nhiệt điện ấy thì người ta đã sử dụng cái vật liệu này trong khá nhiều device, nhưng mà người ta bị đau đầu về cái bài toán nó thay đổi về tính chất của nó, tính chất nhiệt điện của nó. Nào là thứ nhất là về mặt độ dẫn điện này, và thứ hai là độ dẫn nhiệt của nó, hệ số Seebeck, hệ số nhiệt điện này, nó bị thay đổi theo cái nhiệt độ. Bởi vì nó, người ta dùng trong cái sự thay đổi trong giải nhiệt độ rất là cao và lên đến cuối cùng, và người ta có một cái câu hỏi gần như rất nhiều nhóm giả thiết, người ta chỉ giả thiết được cái câu trả lời là thì khi đốt nhiệt độ đến lên, khi tăng nhiệt độ lên thì cái hợp kim này nó bị phân hủy đi. Một trong hai cơ chế phân hủy mà người ta giả thiết ra là phân hủy thành hợp một cái gọi là tỷ lệ hợp chất khác và kẽm, hoặc một cái loại phân hủy khác là trở thành kẽm hoặc antimon. Hai cái loại phân hủy đấy khi tăng nhiệt độ. Nhưng mà cái khổ của làm nhiệt điện ấy là người ta tác động nhiệt qua lại trong thời gian rất là dài và nhiệt độ thay đổi rất là cao, và sau đấy rất khó cho người ta tìm hiểu được là cái cơ chế suốt cái quá trình ấy tìm hiểu thay đổi như nào. Đó, thì đây là cái câu người ta giả thiết cái câu hỏi từ rất lâu từ trước rồi. Thì khi tôi cùng làm việc với nhóm của giáo sư Ngô Văn Đông, lúc bây giờ anh còn làm ở Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, tôi có hợp tác với nhóm của anh với khi tôi cơ làm bên đó, thì chúng tôi đặt câu hỏi, nếu bây giờ mình thử trong một cái thiết kế in situ TEM, chúng ta chỉ cần đốt nhiệt thôi. Trong tem thì chúng ta có thể dùng bằng cách dùng holder và chúng ta nó như một cái lò nhiệt nhỏ sẽ đốt ở bên dưới để chúng ta từ tác động nhiệt, và chúng tôi sẽ thay đổi quan sát trực tiếp cấu trúc của nó ra làm sao. Thì ban đầu chúng tôi cũng đặt mục tiêu là chúng tôi sẽ quay video để xem nó thay đổi như nào, giống như tôi đã show cho các anh chị ở slide trước ấy. Nhưng mà thực ra nó phải thay đổi trong thời gian rất là dài, mất cả một ngày luôn, thành ra là cái video trở nên hơi bị vô nghĩa vì nó rất là dài như vậy, không thể nhìn được ngay trong vài phút. Thì đây là cái mà chúng tôi đã tạo ra, tìm được câu trả lời khác so với cái giả thiết ban đầu, một cái kết luận luôn. Tức là đây các bạn nhìn thấy một loạt các cái bức ảnh mà tôi nhận, đây là cái cấu trúc ban đầu của kẽm antimon, hợp chất kẽm antimon ở nhiệt độ phòng bình thường khi chưa có tác động nhiệt thì hết, thì nó có cấu trúc tinh thể của nó đặc trưng luôn, là bằng các cái chấm sáng tinh thể ở dưới có thêm một cái hướng đặc trưng như thế. Đây các bạn có thể thấy cấu trúc hạt rất đặc trưng luôn. Khi đốt một thời gian bắt đầu tăng nhiệt độ đốt, nên chúng tôi phải đốt rất là lâu, lên đến 100 độ và giữ ở lại nó rất là dài,
thời gian khá là dài. Thì bắt đầu chúng tôi thấy nó có sự hình thành của các bạn đây, nhìn đây có cái chấm đen đen đó, cái chấm đen dần, chấm đen này bắt đầu theo thời gian đốt thì nó bắt đầu lớn dần. Nhưng mà chúng ta thấy là cái cấu trúc hạt của cái ban đầu ấy nó vẫn nguyên như này, không hề bị phân hủy gì cả đó. Tức là có nghĩa rằng nếu như trong cái bài toán cái câu giả thiết ban đầu của người ta là gì, thằng này nó bị phân hủy thì rõ ràng người ta nó không bao duy trì được cái cấu trúc hạt này cả. Cấu trúc tinh thể của cái thằng pha ban đầu vẫn nguyên đấy, mọi người nhìn thấy bên dưới cái ảnh nhiễm sắc điện tử này, đó vẫn cứ các chấm sáng tinh thể nguyên ở bên dưới luôn đó. Thì càng ngày là các cái nhiễu xạ, các cái chấm tinh thể cũ này vẫn còn ở đây này, cấu trúc hạt của nó vẫn còn này, chỉ đồng thời có một cái pha thứ hai xuất hiện là các cái chấm kiểu như các hạt nano màu chúng ta nhìn thấy màu đen đấy, càng ngày nó cứ lớn dần đó. Và sau đây chúng ta thấy, và cũng càng lớn thì các cái hạt nano này càng lớn ấy, thì chúng ta sẽ thấy trên ảnh nhiễu xạ tinh thể bắt đầu có những cái vòng tròn đấy, chính là cái vòng tròn đấy, chính là cái cấu trúc tinh thể của những cái hạt nano, mà thực ra không phải hạt nano mà gọi là nano inclusion, các cái hạt nano bị gọi là kết tinh ở trên bề mặt của cái pha ban đầu ấy. Và sau này chúng tôi phân tích là gì, thứ nhất là cái pha ban đầu vẫn còn nguyên ở đấy, trong cái giải nhiệt độ lên tới khoảng gần 600 độ K thì nó vẫn còn nguyên ở đó. Và đồng thời xuất hiện một cái pha thứ hai ấy, là cái pha hạt nano như này, thì chính cái pha này đã tạo nên cái sự thay đổi về tính chất chứ không phải là do bị phân hủy đó. Thì chúng tôi đi sâu hơn và sau đấy chúng tôi bắt đầu mới quan sát được sự phân hủy khi đốt ở nhiệt độ rất là cao. Và đây chính là cái mà những người trước có câu trả lời bị sai, bởi vì khi họ đốt nhiệt độ rất cao và họ thu được sản phẩm cuối cùng, trong khi chúng tôi được quan sát trong toàn bộ in situ thì chúng tôi quan sát được toàn bộ quá trình trung gian, thì thấy là ở nhiệt độ, cái giải nhiệt độ thấp thì nó chưa hề có phân hủy, mà nó chỉ xảy ra phân hủy khi ở nhiệt độ đủ cao thôi. Thế đấy là bài toán khác, mọi người chính là chụp cái bức ảnh cuối cùng, còn chúng tôi đã đi chụp các bức ảnh trung gian để từ đấy hiểu được rõ hơn về cái cơ chế thay đổi tính chất do mức độ nhiệt. Thì ở đây là gì? Tức là sự kết tinh của các cái hạt nano này và tạo nên sự thay đổi về độ dẫn nhiệt và độ dẫn điện, cũng như là hệ số Seebeck của chất, và làm thay đổi hoàn toàn cái câu trả lời, không còn, chứ là chúng tôi đã xóa đi, không còn câu trả lời là phân hủy nữa, mà chỉ là tạo ra một cái pha gọi là, chúng ta gọi là secondary, pha thứ cấp thôi. Ok, nói về cái chuyện như thế thì các anh chị làm về hóa có vẻ không thích lắm, bởi vì đốt trong chân không, không thì dân hóa lại phải thích là ví dụ phản ứng 2-3 chất cơ, chẳng hạn chất phản ứng nhau như nào thì một cái loại environmental TEM sẽ làm cho các anh chị làm về hóa sẽ thích hơn. Thì nó là một cải tiến của TEM. Khi ngày xưa tôi có viết trên blog của mình về TEM thì cũng có được một anh chị có hỏi tôi là em đang làm nghiên cứu về môi trường, thì em có nghe thấy nó có một cái thiết bị tem môi trường, có phải là thiết bị tem này để ứng dụng trong môi trường không? Thì thực ra cái câu này thì cái tên của nó environmental TEM thường làm nhiều người cứ nhầm rằng đây thiết bị tem để chuyên biệt cho nghiên cứu môi trường. Thực ra môi trường đây có nghĩa là nó tạo ra môi trường. Thì ở đây chúng ta thấy cái cấu trúc này, ở cái buồng mẫu cấu trúc ở giữa ấy, thì đây chính là cái buồng mẫu, thì người ta bằng cách phun khí vào trong này, đúng không? Phun khí áp suất thấp. Thì đấy thì là sẽ gì? Nó sẽ có quá trình phản ứng giữa mẫu với lại các cái khí của chúng ta. Và từ đấy thì chúng ta có thể quan sát được đồng thời phản ứng hóa học xảy ra trong môi trường khí luôn. Nhưng tất nhiên không phải cứ đơn giản là bạn cứ phun khí vào trong đấy là tem nó có thể hoạt động được. Bởi vì thì nếu bạn phun khí một cách thông thường vào thì nó sẽ khí này nó chạy sộc lên trên các cái phần khác nhau ấy, và nó sẽ làm mất năng lượng điện tử này, thậm chí nó phá hủy cả cái nguồn điện tử đi. Đúng không? Thì người ta lại phải có các cái cơ cấu bơm chân không phức tạp hơn để ngăn chặn không cho phép không khí sộc lên phía trên nữa. Đó. Thì nó làm cho cái thiết bị ITEM này trở nên rất là cồng kềnh và khó điều khiển. Đó, thì chúng ta thấy nó gì? Ở đây ok, các bạn thấy một cái bức ảnh này trong cái sương mù, chúng ta đi trong sương mù đúng không? Chúng ta vác máy ảnh để chụp sương mù nhìn thì cảnh đẹp nên thơ thôi. Nhưng thực tế mà bạn muốn quan sát các cái chi tiết ở trong sương mù thì bao giờ khó. Bởi vì là cái môi trường khí nó làm nên nhiễu hết cả cái thông tin của bạn, nó bao giờ nó khó. Thì bây giờ để vượt qua được điều đấy, người ta lại phải có thêm các cái bộ phận phụ trợ vào nó, nào là ví dụ như là chụp điện tử có cường độ cao và độ đơn sắc rất là cao để nó có thể xuyên qua mạnh này. Hay là nó phải có thêm các bộ phận loại trừ quang sai để nó giảm đi, để nó tăng cái độ phân giải lên. Thì từ đấy nó là tạo ra hai yếu tố, là thứ nhất là phải có chùm điện tử đắt tiền này, có loại trừ quang sai này, có hệ thống bơm chân không rất phức tạp, thì nó lại làm cho ITEM trở lên khá là đắt tiền và hơi khó sử dụng, không phải chỗ nào cũng dễ dàng mà sử dụng nó. Ok, chúng ta đi một cái ví dụ như này. Cái video chụp của cái này khá là phức tạp. Các bạn làm về Catalyst, các bạn sẽ rất là thích bài rất nổi tiếng của một nhóm Nhật đăng vào những năm đầu 2000. Đây là các hạt nano tinh thể vàng được trên
Thì trong môi trường chân không nó đốt lên thì người ta cũng chẳng bao giờ thấy được nó có sự thay đổi gì hết. Nhưng mà đốt trong môi trường chân không, môi trường khí CO và có cả không khí nữa thì người ta bắt đầu càng ngày càng thấy này có sự hấp phụ của các cái phân tử khí CO nằm ở trong ở rìa các trên bề mặt của các hạt tinh thể. Người ta nghiên cứu sâu hơn thì thậm chí thấy là gì, các hạt tinh thể theo sự hấp phụ này có thể khác nhau dựa theo trên từng mặt tinh thể khác nhau mà cái độ hấp phụ này có thể khác nhau. Đó thì điều này làm nghiên cứu cái phản ứng khí in situ này trở nên rất là hấp dẫn mọi người luôn. Và chúng ta thấy là gì? Thế thì đó, môi trường khí vừa như các bạn ở trên hay như là cái mà tôi có giới thiệu phần trước này chẳng hạn đây đúng không? Cái đây á. Ok, đây là cái mà chúng ta thấy thì người ta làm để có được cái nên người ta sẽ phân tích gì? Thứ nhất người ta sẽ dùng một cái kiểu như là bằng chip đơn tinh thể gallium arsenide. Sau đó người ta phủ vàng và cái chip này sẽ được đốt nóng lên và người ta thổi đồng thời khí của các cái khí thành phần để tạo ra của gallium arsenide và quá trình đốt khí này nó sẽ tạo ra mọc các cái dây ở trong tem. Đó thì người ta đồng thời quan sát được hai, thứ nhất là môi trường cái điều kiện áp suất nào hoặc là tốc độ thổi khí làm sao mà có thể dẫn đến sự kích thước cấu trúc khác nhau hoặc là sự bạn có thể kiểm soát được cái hướng mọc của dây khác nhau như thế nào đúng không? Dựa vào cái ngay phân tích trong TEM đấy. Thì đấy là gọi là tem môi trường, ITEM bạn tem môi trường đủ phổ biến là chúng ta chỉ có thể thổi khí thôi. Thiết bị ở đây tôi giới thiệu trên này thì bạn chỉ có thể thổi hơi thôi, phá hơi thôi. Nó rất là cồng kềnh, bạn có thể có thêm thiết bị phân tích đo tốc độ khí để đo áp suất khí thành phần này. Nó chỉ có thể là tạo ra phản ứng phá hơi thôi. Nhưng mà không bao giờ trong cái buồng tem mà bạn được phun được chất lỏng ở đây cả. Chất lỏng nó rất là nguy hiểm đối với tem bởi vì chất lỏng là nó sẽ tạo ra hấp phụ khí và làm phá hỏng toàn bộ môi trường chân không luôn. Thế thì tôi có nói trên chúng ta lại có thể làm được tem trong môi trường chất lỏng thì làm như thế nào? Thì lúc đấy này coi như cái thiết bị gọi là ITEM chuyên biệt này gần như rất khó làm, gần như bạn hãy tạm quên cái thiết bị ITEM chuyên nghiệp này đi và chúng ta đi đến một cái gọi là cải tiến. Tức là gì? Bây giờ chúng ta tưởng tượng giống như việc bạn đưa một cái hộp chất lỏng trong suốt đi vào trong cái buồng ấy thì cái chất lỏng nó sẽ không bay được ra ngoài buồng đúng không? Thì cái mà vật liệu của bạn thế làm sao đưa vào trong cái khi chất lỏng kiểu như thế, đưa trong buồng tem một cái hộp, người ta thường dùng bằng một con chip bên dưới nó sẽ có cái khe rất là mỏng như thế, thường bằng cái chất silicon nitride, cửa sổ silicon nitride nó gần như trong suốt đối với điện tử ấy. Thì ở trong đấy thì bạn có thể bơm các chất lỏng và từ đấy để quan sát các cái môi trường. Thì để làm được điều này thường phải có sự hỗ trợ của các công nghệ về microfabrication, làm về chế tạo chip ở trong phòng sạch công nghiệp, rồi là thiết kế các hệ thống bơm chất lỏng hay cũng có thể khí cũng được trong này, khá là phức tạp. Đấy là một cái nguyên nhân lâu mà tôi bị thất bại trong cái 2 năm postdoc của tôi ở Đan Mạch. Thực ra thì cái quá trình tạo chip này khá là lâu. Khi tôi bắt đầu thành công chế tạo chip thì đề tài gần đi đến kết thúc rồi. Hay là thử nghiệm liên quan quá trình các cái bơm chất lỏng thì cái đấy đòi hỏi khá nhiều về mặt kỹ thuật thì tôi lại không rành lắm. Thành ra là tôi không thu được nhiều thành tựu về cái nghiên cứu tem trong chất lỏng, mà trong khi cái mục tiêu ban đầu của tôi ấy là làm in situ tem trong môi trường chất lỏng để quan sát cái in situ về viên nia thiêm. Đó thì chỉ cần ở đây người ta cần có sự hỗ trợ về mặt gọi là microfabrication thôi thì các bạn có thể biến là gì, đưa vật liệu của bạn vào trong có chip và từ đó tạo ra môi trường chất lỏng trong để quan sát. Nhưng mà cái mà tôi giới thiệu đây chẳng hạn một nhóm có ok. Chúng ta ví dụ pin lithium ở đây bạn thấy là gì? Pin lithium mà bạn họ sử dụng điện cực bằng platinum. Thì trong quá trình đấy bạn thấy bao giờ có thì tạo phản ứng ở các cái điện cực có thể xảy ra khác nhau hoặc là trong các môi trường điện lý khác nhau có thể tạo ra khác nhau đúng không? Chúng ta thấy là này. Ở đây ví dụ trong cái môi quá trình phóng nạp pin ấy thì bạn thấy đầu tiên là đang quá trình phóng đang xảy ra này. Và sau đó khi bắt đầu đến một hiệu điện thế tới hạn thì bạn sẽ thấy điều thần kỳ xảy ra ngay trên cái điện cực này. Đó, các bạn thấy điều rất là thần kỳ đúng không? Không, nếu không như này bạn thì không bao giờ quan sát được trực tiếp được điều này cả. Thế này. Đó. Và người ta dùng phóng nạp đi rất là nhiều lần nữa thì bạn có thể thấy quá trình này có thể là irreversible, tức là gì? Quá trình thuận nghịch hoặc bất thuận nghịch xảy ra. Và đó, tất nhiên đấy là một quá trình quan sát động. Thì từ việc mà nếu mà bạn sau đấy bạn quan sát được cái có thể phân tích ở trong từng bước một thì bạn có thể tính toán được là cái loại hợp kim là đã tạo ra ở đây, thực ra là hợp kim được tạo ra, hợp chất được tạo ra bởi lithium,
các ion lithium được 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 kết hợp vào trong các cái điện cực, tạo ra được các cái lớp SCI khác nhau dựa trên theo các cái quá trình phóng nạp khác nhau. Thì thấy là cái trong chất lỏng thì khá là lý thú đúng không các bạn? Để chúng ta đi quan sát trực tiếp xem quá trình là điện đi quá trình điện hóa xảy ra như nào trong trong các cái pin lithium. Rất nhiều luôn, bây giờ thì chỉ có điều là quá hơi bị mệt mỏi thôi, nhiều phụ thuộc vào rất nhiều. Thì chúng ta thấy là cái mà một cái item ấy nguyên thủy thì là rất là đắt tiền và khó phức tạp, và nó cũng chỉ thích hợp cho phản ứng khí thôi. Còn nếu muốn có nhiều hơn cho cái phần chất lỏng thì này bạn này dùng gọi là, tôi tạm gọi là item cải tiến đi, thì bạn biến cái tem holder trở thành một cái cùng với một cái chip thì bạn có thể dùng được chất lỏng. Nhưng mà cái khả năng này xảy ra nó lại rất là như này. Bây giờ người ta có cả thương phẩm luôn, người ta bán cái holder thương phẩm cho cái mục đích đấy và chip thương phẩm luôn. Nhưng mà thực ra nó bao giờ nó cũng chỉ có fix cho một số mục đích nhất định thôi. Nhà mà thực ra nghiên cứu, rất là nghiên cứu thì bạn có nhiều câu hỏi khác nhau thì bạn có thể cần thiết phải design nó khác nhau, và thường như thế. Nếu muốn làm tốt được thì bạn lại phải đòi hỏi phải tự mình design chip, tự mình tạo chip, thì nó cái bước đấy cực kỳ tốn kém thời gian và khá nhiều công sức, phải thử nghiệm công sức nữa, thành ra cũng nghiên cứu này tiến hành khá là lâu. Thì chúng ta cứ đi một cái như này về về một cái biểu đồ nhìn liên quan đến số thay đổi về các công trình nghiên cứu ấy, có sử dụng là in situ TM. Thì khoảng đầu những năm 2000 đến mỗi năm thì có khoảng cỡ khoảng 100-200 bài báo thôi. Nhưng mà chỉ khoảng từ năm 2004-2006 trở lên các bạn có thể thấy nhảy bậc luôn, vọt luôn, và đến nay mỗi năm cứ sơ sơ có trên 1000 bài báo về sử dụng in situ TM trong nghiên cứu hóa học vật liệu vân vân, thì cho thấy là cái hướng nghiên cứu này nó trở nên được hấp dẫn mọi người như thế nào. Đó. Ok, thì có lẽ tôi cũng nói nhiều điều hơi ba hoa rồi đúng không? Thì chúng ta tạm có một vài cái lời kết như thế này. Thì mặc dù đã khá già rồi, tem hơn 80 tuổi rồi, nhưng bây giờ suốt 80 năm sống của nó hơn ấy, lúc nào nó cũng luôn luôn được coi là một trong cái thiết bị phân tích và chụp ảnh gọi là tối tân hàng đầu luôn, mà rất nhiều nhóm nghiên cứu mong muốn. Và cái khả năng mà chụp ảnh này, khả năng phân tích của nó đến cấp độ dưới cấp độ nguyên tử, nó khiến cho là rất là nhiều cái nghiên cứu đều muốn, kể cả nghiên cứu về mặt cơ bản hay là nghiên cứu ứng dụng, người ta đều thích sử dụng nó. Và một cái hot trend gần đây là người ta sử dụng in situ TM, thì nó sẽ cho bạn một cái câu chuyện đầy đủ hơn về chuyện làm sao có thể tương quan tới thay đổi cấu trúc và tính chất ở cấp độ nguyên tử, cấp độ nano, đúng không ạ? Và tôi kết nó vào một cái câu mà người ta dùng là seeing is believing. Thì TM chính là giúp cho những cái người nghiên cứu hóa học vật liệu có thể see và có thể believe vào cái thực tế điều gì đang xảy ra. À, tôi xin kết thúc bài talk của mình đây. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn em, xin cảm ơn anh Thế đã có một buổi chia sẻ rất là hữu ích về phương pháp cơ bản, là phương pháp và cũng như phương pháp ứng dụng rất là thực tiễn và cập nhật gần đây nhất trong lĩnh vực hóa học. Thì sau đây chúng mình xin mời mọi người tham gia xin những câu hỏi đặt cho anh Thế. Ok, tôi thấy có một câu hỏi của một bạn là Văn Sơn có đặt câu hỏi là có thể EDS có thể phát hiện được kim loại như là mangan hay canxium không? Thì cái nguyên tắc là có. Thế nên nếu trong các cái nền gồm các cái nguyên tử nhỏ như mình thì có thể phát hiện được. Đặc biệt trong phân tử protein thì tôi lại nghĩ là phân tích được. Thì là bởi vì protein thì chủ yếu phần thành phần của nó nhiều là carbon và các phân tử, thì cái mangan cũng như canxium thì nó nặng hơn hẳn. Mặc dù so với các nguyên tố như là sắt thép thì nó vẫn là nhẹ, nhưng mà nó lại nền trên nguyên tố, thì phát hiện ra mangan hoặc magnesium và canxium thì không hề khó với EDS. Và đòi hỏi gì đặc biệt không ấy, có lẽ chúng ta lại phải giới thiệu về EDS detector thì cũng hơi mất thời gian. Thì tôi nghĩ nó không phải đặc biệt, nó là một cái thiết bị ghi gọi là detector về TX, thì nó là một cái thiết bị bán dẫn phổ biến. Ví dụ chẳng hạn ngày xưa người ta dùng là lithium silicon, thì bây giờ người chuyển ra thuần silicon, thì nó được làm lạnh và ghi theo kiểu nguyên tắc ghi nhận bán dẫn thôi. Ok, một bạn khác hỏi muốn phân tích thành phần hóa học, cái đây cụ thể là phần trăm nguyên tử của amorphous materials, thì dùng EU tốt hơn hay EDS tốt hơn? Thì như tôi nói trên ấy, tuy ở đây không nói là cái nào tốt hơn, mà đây chẳng hạn với nếu chẳng hạn nguyên tố của bạn là các nguyên tố nặng ấy, thì EU thì nó lại không nặng, không nhạy lắm đâu. Thì cái EDS thì nó nhạy hơn là nguyên tố nặng, còn silicon oxide và còn nitơ nữa thì ví dụ chẳng hạn nitơ và oxide thì sẽ khó hơn để bạn phân tích bằng EDS. Nhưng bạn vẫn hoàn toàn tính toán được bằng EDS nếu trong trường hợp bạn không có EU. EU thì sẽ đầy đủ hơn.
thì yêu thậm chí điều bạn có thể tính được là ví dụ liên kết silicon oxide thì có hay không, liên kết hóa học nitơ với oxide như nào thì sẽ đầy đủ hơn với EDS. EDS chỉ có thể chỉ ra được bằng trong nguyên tố của bạn nó sẽ có silicon, có oxy và có nitơ, và phần trăm các thành phần như nào. Đó. Cụ thể trường hợp này, oxy concentration vary through silicon nitride film. Không, bạn hỏi là dùng HRTM, HRTM có thể phân biệt được không? Thì HRTM là một phương pháp chụp ảnh, nó không phân biệt được. HRTM thì chẳng hạn bạn có thể nhìn được thấy mạng tinh thể thôi, nhưng bạn không thể chỉ ra được trong tinh thể đây là có những nguyên tố gì được bạn. HRTM không bao giờ chỉ cho bạn được, mặc dù nó có thể contrast khác nhau trong nguyên tố, nhưng bạn không biết. Nhưng bạn phải dùng một phương pháp là mapping trên EDS bằng vùng STEM kết hợp với ES thì bạn có thể mapping được các nguyên tố này. Nhưng mà với amorphous thì nó lại không tạo ra cái contrast về mặt các cái cột tinh thể nên nó không được mạnh. Ok, distribution oxide. Tôi nghĩ là nếu bạn chỉ thuần túy đơn giản phân tích rằng là distribution thì nó làm được. Nhưng mà vì EDS chẳng hạn thì tạo ra cái mapping với độ phân giải cấp độ nguyên tử thì nó khó hơn nhiều so với EU, thì chẳng hạn nếu bạn muốn cái resolution cấp độ nguyên tử thì EU sẽ tốt hơn là so với EDS. Hỏi thêm nữa là liquid environment có thể sử dụng chip với độ dày mỏng nhất là bao nhiêu ấy, thì đây là một cái làm đau đầu cực kỳ với những người đi làm chip. Thì là như này nhé, cái nguyên tắc là giống như là nó có chip có hai cái phần, nó hai cửa sổ đó. Thứ nhất là phần trên chẳng hạn nó sẽ phải trong suốt, cho nên silicon nitride là một cái phần mà người ta rất thích dùng bởi vì nó rất dễ tạo ra trong cái bằng microfabrication và nó lại cho điện tử truyền qua rất là tốt. Thì cái việc một lớp đầu tiên là silicon nitride thì nó chỉ có thể mỏng và cỡ khoảng độ, nếu mà bạn có thấy là có hai lớp silicon nitride rồi, nếu mà chẳng hạn độ dày hai lớp này nó lên đến 100 nanomet thôi, nó đã hấp thụ rất nhiều điện tử rồi, cộng với cả một cái độ dày trong một cái phần nữa trong này để cho mẫu chui vào trong nữa, thì thường cái độ dày của cả cái phần mà cửa sổ chúng ta quan sát ấy, thì nếu muốn chất lượng ảnh càng cao thì cái cửa sổ này càng phải mỏng đi. Chẳng hạn nếu 100-200 nanomet thì là điều chấp nhận được, là có thể dùng để quan sát được. Đó, nhưng mà chất lỏng thì nó có điều dở là chất lỏng nó hấp thụ điện tử cao hơn so với khí, thành ra là nếu 100-200 nanomet thì nó sẽ làm cho cái gọi là cường độ ảnh giảm đi rất là nhiều luôn. Đó. Thì nhưng mà thường như đợt trước tôi làm chip, ví dụ hai cửa sổ tôi làm silicon nitride và độ dày bằng cỡ khoảng 30 nanomet, silicon nitride và cộng với độ dày kia thì vào 100-200 nanomet cửa sổ là có thể chấp nhận được. Đó. Hy vọng thì câu trả lời của tôi đã thỏa mãn bạn. Polymer, có một bạn hỏi về polymer, về câu chuyện polymer. Đúng, tôi từng phải trợ giúp rất nhiều bạn sinh viên bên hóa làm chụp polymer. Thì polymer đặc biệt là nó khá là nhẹ và so với độ tương phản của polymer nó không cao. Thì khi chụp tem ấy thì nó cho ảnh cái độ tương phản rất là yếu. Và điểm thứ hai là polymer rất dễ bị chùm điện tử năng lượng cao, nó làm hỏng, nó bị cháy. Thì thường khi chụp tem với polymer muốn tốt thì bạn thì người ta sẽ giảm cái hiệu điện thế đi. Thường dùng khoảng độ 80 kV thì sẽ tốt. Và hai nữa là thường người ta giảm gọi là liều lượng điện tử một chút đi thì nó sẽ giảm khả năng hủy hoại polymer và lúc ấy thì lại cần phải camera tốt hơn một chút. À, một bạn hỏi là cái thiết bị TM rất lớn và cồng kềnh, tương lai thiết bị có thể nhỏ gọn hơn nhưng vấn đề chính xác ấy, tôi thấy xu hướng thì người ta lại không có ý định làm cho nó nhỏ gọn hơn, bởi vì người ta cứ muốn cho thêm nhiều thứ vào trong TM, càng cho nhiều thứ người ta càng cồng kềnh. Người ta cũng không sợ nó phải cồng kềnh đâu, bởi vì nó là thiết bị cần độ chính xác rất là cao, nó nằm yên tại chỗ chứ nó không có dễ di chuyển khắp nơi như các thiết bị khác. Thành ra là cồng kềnh chỉ nó tốn công cho là ví dụ cho kỹ sư bảo trì hay tốn công như việc lắp đặt ban đầu thôi, chứ còn về sau cái người khai thác không tốn công. Đó. Thì người ta tôi chưa thấy cái xu hướng mà người ta có ý định làm nhỏ gọn đi, bởi vì người ta muốn là nó có thêm nhiều khả năng phân tích hơn. Ok, một đoạn hỏi in situ là một mảng hot trong lĩnh vực battery research để phân tích charging discharging giữa cathode và anode, in situ thường được dùng, nhưng lĩnh vực này bị hạn chế chỉ có thể tiến hành với lithium, sodium và potassium ion. Đối với aluminum, phối loại battery cần có tôi hiểu đây đúng cái hạn chế về mặt chất lỏng của electrolyte bạn nói là vì ví dụ với aluminum ion battery thì các cái liquid electrolyte khó thực hiện được, đúng. Tôi cũng chưa dành quá nhiều về các loại electrolyte khác nhau, thì công nhận thực sự là như thế. Cái electrolyte nó có thể gây tác động với lại cái holder và nó làm thay đổi đi, thì
thiết kế holder, tất nhiên ở đây nó là liên quan vấn đề kỹ thuật thôi, người ta có thể thay đổi các vật liệu làm holder khác nhau để từ đấy để thay đổi được cái khả năng bạn dùng electrolyte khác nhau. Hiện thời ví dụ chẳng hạn in situ làm khá ổn với lại các cái pin như là về lithium hay là sodium hoặc là pin kẽm, người ta làm khá là ổn. Tôi cũng chưa đọc thấy về cái in situ nào về pin aluminum cả, thì tôi cũng chưa dám có câu trả lời nhiều về cái câu hỏi này thì liệu thế như nào. Thì thiết kế của in situ của sample holder ấy, thì hiện nay với cái sự phát triển của vật liệu về mặt hợp kim, các hợp kim trơ đặc biệt ấy, thì người ta vẫn có thể làm được hết, chỉ có thể nó có thể làm cho giá thành của holder trở nên đắt hơn thôi. Bạn thấy thực ra thì nhiều lúc giá thành holder khá là đắt, nhất là holder dành cho electrochemistry thì khá là đắt, bởi vì nó gồm kết hợp của hai thứ, là thứ nhất là có cả đo điện ở trong đó, và thứ hai là vận chuyển các cái chất lỏng trong các cái ống vi dẫn ấy. Vi dẫn trơ thì đòi hỏi khá là phức tạp và nó đắt. Một holder thậm chí có thể đắt ngang ngửa với một cái thiết bị ngoài cỡ hàng trăm nghìn, mấy chục nghìn, hàng trăm nghìn đô, khá là đắt. Không biết còn bạn nào có câu hỏi không? Anh nhớ em có thể tắt cái share screen lên để cho mọi người, nếu mà thích thì có thể turn on cái mute và sau đó có thể nói trực tiếp. Để tắt thì được, thế thì mệt thôi. Để ngừng dừng share screen nhé. Ok, để mình trả lời câu hỏi cuối cùng nhé. Bạn có hỏi là về trên ảnh SRTM chỉ một vùng cho phép nhìn được mạng tinh thể còn lại sẽ mờ. Ở đây không phải là mờ, cho em hỏi những vùng amorphous hay vùng vẫn là tinh thể nhưng lệch định hướng. Cái mà khi nó là amorphous thì bạn thấy nhìn thấy nó các cái không hề có sự định hướng tốt, thì bạn thấy nó giống như là kiểu đống cát ấy. Nó không mờ đi cả mà nó bị nhạt đi, gọi là tương phản sáng hơn thôi. Còn các cái tinh thể khác ấy mà bạn không được định hướng theo trùng tia thì bạn ấy không nhìn được đúng chính xác luôn, thì nó không có các cái gọi là chấm sắc nét của nguyên tử ở trên đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta stop sharing được như thế. Ok, đây chúng ta cùng nhìn nha. Có bạn hỏi là vâng, độ tương phản giữa DNA origami và silica khá thấp, nhờ anh gợi ý phương pháp hiệu quả các hình cấu co shell của DNA origami co khoảng 10 nanomet và silica shell khoảng 1,5 nanomet. có lẽ Khánh không biết có thành thạo về cryo-TM hay không, vì nguyên phân tích về mặt DNA thì có lẽ tôi lại không rành lắm. Về các cái cấu trúc kiểu sinh học ấy, gần như tôi mù. Tôi cũng thỉnh thoảng có trợ giúp một số anh chị chụp ảnh về mặt về cấu trúc sinh học ấy, nhưng mà liên quan đến cấp độ của DNA thì tôi lại không thạo lắm. Dạ nơi cái câu hỏi đó là của bạn Kha chứ không phải là của... Không, tôi không biết Khánh có dành về cryo-TM cái này. Hình như cái này hình như cái này hình như nó có liên quan nhiều tới materials in biological research nên em cũng không làm mấy. Em làm structural biology ha. Thì thực ra thì nếu ở cái độ phân giải, ở độ kích thước mình chỉ nhìn chung thôi, thì nguyên tắc dùng 1,5 nanomet là một cái kích thước không phải là quá bé với TM, có thể nhìn rất dễ dàng. Chủ yếu đây liên quan đến vấn đề tạo mẫu mà thôi. Thì để bạn có thể tạo tương phản đây á, thì dùng một cái thiết bị TEM phổ thông bình thường ấy, thì thường cái DNA này thường dễ bị cháy. Cho nên thì ví dụ chẳng hạn với cái chút này mà lại bạn muốn tạo ảnh tĩnh, tạo ảnh có tương phản tốt ấy, thì thường người ta ở đây người ta có thể tạo ảnh, bạn phải xử lý mẫu theo cái dạng cryo để có thể nhìn ở cái nhiệt độ thấp và nó không bị cháy mất mẫu. Thì thường là như vậy thôi, chứ nó cũng không phải là cái cần xử lý gì đặc biệt về mặt TEM ở đây cả. Vì kích thước 10 nanomet hay 1,5 nanomet một cái kích thước không phải là quá nhỏ với TEM ấy. Để nhìn. Em chào anh ạ. Vâng. Tôi hỏi tiếp một cái câu về HRTEM. Thì khi mà mình đo cái thằng HRTEM thì là ở trên nước thường là nó đo luôn được là tính được cái D khoảng cách giữa các khung mạng. Thì em muốn hỏi là về mặt nguyên tắc là nếu mà mình dùng thước đo và tỷ lệ nào đó thì mình không thể đo được, ví dụ chỉ có D khoảng 0,27 hoặc là 0,30 nanomet. Đúng rồi. Thì em hỏi là trên cái thiết bị đó thì nó sẽ có cái phần mềm hỗ trợ để mình tính các cái D đó hả? Tất nhiên rồi. Thế thì ra chẳng hạn bức ảnh TEM có nghĩa là khi cái thiết bị thương phẩm bán cho bạn là thiết bị đã được chuẩn hóa, tức là người ta sẽ chỉ ra ngay đây là kích thước là bao nhiêu rồi trên cái phần mềm điều khiển và phần mềm xử lý ấy. Chứ không phải là chúng ta lại phải đem về so sánh một cái gì đi chuẩn để tăng lại, thì là người ta đã chuẩn hóa rồi. Tính toán điều này cũng khá là dễ, phần mềm làm thậm chí
chỉ cần một cái code bạn này tính, người ta đưa ra con số tự động luôn, chứ không phải kẻ vẽ gì nhiều để mà tính toán cả. Vì là thông thường là trên các cái trên các em thì cũng chưa đo HRTM, nhưng mà thông thường trên các bài báo là ví dụ mình muốn tính các cái D đó thì thông thường là kẻ các cái đường song song, nhưng mà em muốn hỏi là tức là trên họ sẽ là xử lý luôn là trên phần mềm luôn để tính các D. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi bạn. Thực ra thì phần mềm thậm chí chỉ ra luôn, người ta chỉ áp đặt một cái so sánh về cấu trúc chuẩn vào đấy thôi, thì là tức chỉ ra luôn được là cái D này bằng bao nhiêu giữa hai cái mặt, nó sẽ tự động tính luôn cho bạn, chứ không phải cứ... Thực ra cái tay kẻ vẽ là chẳng qua khi demonstrate nó lên bức bài báo, người ta muốn kẻ đường vào đây cho mọi người nhìn rõ xem là đây là đường nào thôi, nhìn rõ thôi, chứ còn khi phần mềm xử lý thì nó tính toán tự động hết đấy mà, và nó so sánh với thư viện chuẩn thì nó chỉ rằng ở đây là thuộc D thuộc về kiểu gọi là cấu trúc tinh thể nào, để từ đấy có thể xác định cho dễ, không hề phức tạp gì cả. Em một câu hỏi nữa là về phần là selected area electron diffraction ấy. Thì là ở trên đó thì là thông thường làm sao để mình biết được là cái mặt phản xạ ở trên đó, thông thường là em thấy là người ta hay ghi về cái phần này thì em cũng chưa tìm hiểu sâu, nhưng mà trên đó người ta hay ghi là các cái mặt phản xạ ví dụ 100, 200. Ừ. Làm sao mình biết được là cái đó là thuộc về các từng cái mặt. Ok, bạn đã bao giờ làm tính toán nhiễu xạ TX chưa? Em làm rồi. Đấy thì thực ra thì nó cũng tương tự thôi mà. Thì có thể là hai cái nguyên tắc nó có thể hai kiểu bức xạ khác nhau, như về nguyên tắc nó cũng là nhiễu xạ như vậy, và cũng có các cái nguyên tắc thì thực ra là bạn khớp cái phổ nhiễu xạ đấy với cái phổ chuẩn, thì từ đấy người ta bạn ấy tính toán ra là đường kính hay là vị trí các cái spot ở trên đấy nó là bao nhiêu, để từ đấy tính ra được cái đấy nó kích thước thuộc về cái mặt nào, khớp với phổ chuẩn thôi, để từ đấy bạn sẽ biết được rằng cái các cái ring ở trên đó nó có kích thước ring là bao nhiêu, tương ứng bằng với chính một cái mặt tinh thể nào đó, 100 thì nó có kích thước nhất định, đúng không? Thì từ đấy thì tính ra thôi. Vâng, hoàn toàn giống như bạn index của XRD ấy. Và trên phần mềm thì họ có hỗ trợ mình luôn những cái phần này không? Có chứ, tất nhiên là như thế, cũng giống như bạn làm XRD thôi, có tính toán phổ chuẩn. Nếu không có cái thư viện chuẩn thì chúng ta chả thể làm gì được. Ngồi mở sách dò từng cái thì chết luôn. Vâng, em cảm ơn anh. Vì thông thường là với XRD thì lại về xử lý lần thứ hai, ví dụ mình có cái số đó thì mình sẽ có thể là xử lý làm tinh và... Còn là refinement thì nếu muốn biết những cái thông tin tinh hơn thì bạn buộc phải làm các tính toán hơn để vào đấy có thông tin tinh. Vâng, em xin cảm ơn. Bạn có hỏi độ dày của sample bao nhiêu để chụp ảnh rõ nét, cái đấy là tùy, ví dụ chẳng hạn, thực ra thì view chẳng hạn nếu hiệu điện thế ở cỡ 100 kV chẳng hạn thì view 200 nanomet là có thể chụp ảnh được rồi. Nhưng nếu muốn có ảnh đến gọi là cấp độ nguyên tử ấy thì bạn phải mỏng nữa, nó vào cỡ khoảng dưới 100 nanomet thì mới bạn có thể hy vọng được nhìn được phân giải cấp độ nguyên tử, thường là như vậy. Một bạn hỏi yêu cầu safety về lựa chọn gas cho item. Đúng luôn, cái này cực kỳ là check luôn, khi làm phải liên quan đến safety và không để cho chuyện gas thổi lung tung vào đấy, đúng không? Thực ra thì ví dụ mỗi phòng thí nghiệm người ta sẽ có một số list các cái loại ga mà họ approve cho thiết bị của họ, chứ họ không thể cho tùy tiện rằng một người nào đó thích là bơm các loại ga vào đấy, nó có thể xảy ra ví dụ làm nhiễm bẩn các cái ga khác nhau, là nhằm nhiễm bẩn mẫu hoặc nhằm nhiễm bẩn trong buồng. Phải tiêu chuẩn là thứ nhất là ga không gây nhiễm bẩn trong buồng này, thứ hai là không gây nổ này, thứ ba là không gây ăn mòn các thiết bị trong đấy. Trên ví dụ chẳng hạn với hơi của bạn hỏi có thể áp dụng với HCL không ấy, thì thường thì tôi thấy ít khi có nơi nào hoặc người ta phải thiết kế, vì HCL cái hơi của nó mãi đốt nóng lên thì hai nguy cơ là nổ, và thứ hai nữa là ăn mòn cực kỳ mạnh, khá là nguy hiểm cho thiết bị bên trong. Thì tôi không nghĩ là người ta thường có nhiều nơi có thể cho sử dụng HCL. Tôi cũng đã từng sử dụng một lần là yêu cầu cho dùng với tem HF này, hydrofluoride, thì cũng là khá nguy hiểm, mà sau tôi phải design kiểu khác, không được phép dùng HF trong cái buồng item là không được phép. Tôi lại phải làm in situ kiểu khác để ăn mòn silicon oxide. Thì như vậy HCL là không được phép, thường đa phần là như vậy. Một bạn hỏi, xin hỏi giá bán máy tem thương mại khoảng bao nhiêu tiền, chế tạo khó khăn kỹ thuật là gì? Thì giá này rất là khác nhau cho các bạn những cái thiết bị phân basic chẳng hạn. Hai nữa là cái tùy nơi nhập khẩu, nếu mà máy được sản xuất ở khá nhiều nơi, ví dụ ở châu Âu này, ở Mỹ, ở Nhật, nếu bạn mua để mang về Việt Nam thì nó còn phải qua cả nhập khẩu, thì tôi không dám chắc nhập khẩu tốn kém như nào nữa.
thì có thể từ một vài trăm nghìn đô la cho đến một vài triệu, đắt thì thậm chí có thể vài ba triệu đô. Và chế tạo máy đặc điểm khó khăn về kỹ thuật thì nó là một cái thiết bị chính xác rất là cao. Bởi vì bạn thấy là trùng tia nó có kích thước nanomet thôi, dịch chuyển nó cứ nanomet, cho nên đòi hỏi hai thứ là gia công cái gọi là cơ khí chính xác phải rất là tốt, hay là các vật liệu đặc biệt ở trong đó, vật liệu về từ chống rồi tạo các buồng trên không, thì nó là kết hợp của công nghệ cao với công nghệ vật liệu, công nghệ gia công cơ khí chính xác, công nghệ điện tử nữa, khá là nhiều công nghệ phức tạp được kết hợp. Ok, mà bạn hỏi là anh Thiện nói đi. Dạ vâng, em có một câu hỏi trên Facebook, đó là hiện giờ mọi người dùng machine learning con số để ứng dụng vào cái việc mà phân tích vật liệu dùng DEM, thì hiện giờ theo kinh nghiệm của anh thì mình có những cái thành tựu nào về cái mảng mà sử dụng machine learning trong DEM chưa? Thực ra machine learning ấy họ sử dụng bây giờ, chẳng tôi thấy ở đây sử dụng bây giờ bắt đầu sử dụng trong xử lý ảnh, thì cái xử lý ảnh DEM ấy họ thấy sử dụng bây giờ một số thuật toán để từ để xử lý ảnh và nâng cao được cái độ chất lượng ảnh cực cao và tạo độ phân giải lớn, thì machine learning bây giờ đang được ứng dụng vào trong đó để xử lý ảnh cực kỳ là tốt luôn. Và một trong những cái mà thành tựu bây giờ gần đây để tạo độ phân giải đến cấp độ 0.39 angstrom ấy, chính là người ta còn phải sử dụng cả cái thuật toán về xử lý ảnh trong đó, thì machine learning tính là để cho thuật toán đấy. Cảm ơn câu trả lời của anh Cao. Mình có một câu hỏi nữa. Ok, có bạn hỏi là em làm vật liệu nanomedicine trên nền polymer nhưng đọc trên báo người ta nói nó kích thước vượt ra ngoài 100 nanomet và thực nghiệm em làm trong khoảng 300-500 nanomet. Thì vậy em ghi kích thước nano được không? Thì nó nếu kích thước vật liệu bao nhiêu thì là bạn phải ghi bấy nhiêu đúng không? Ví dụ như thế. Thì điều đấy cũng không quan trọng, bạn ghi 300-500 nanomet thì đúng là nó là nano chứ nó không là nanomet thì là cái gì? Chỉ là con số độ lớn ở đây thôi. Độ lớn không quan trọng là 300 hay 500, mà bạn quan trọng cái độ lớn của vật liệu đấy nó có ảnh hưởng đến tính chất như thế nào. Chẳng hạn nếu 300-500 mà nó vẫn chẳng khác gì vật liệu có kích thước 300-500 micromet ấy, thì người ta chưa coi đấy là tác dụng của vật liệu nano. Đúng không? Nhưng nếu mà nó đã có ảnh hưởng, nó đã có tác dụng khác hẳn hoàn toàn so với cái kích thước micromet rồi thì đấy chính là cái hiệu ứng của nano. Hiệu ứng đấy mới là quan trọng chứ không phải là bạn ghi kích thước nano hay là không. Thì tôi nghĩ cái ghi bao nhiêu không quan trọng. Đo xem bạn kể đo độ phân tán, chắc là ý bạn đây hỏi và bạn kích thước hạt phân tán như thế nào đúng không? Thì thường thực ra thì tôi không thích làm bằng SCM để đo kích thước hạt lắm đâu, bởi vì SCM nó không đo được hạt được chính xác lắm, thì TM phân tích tốt hơn. Tất nhiên hạt vài trăm nanomet trở lên thì TM lại trở lên hơi cồng kềnh không thích rồi. Thì chụp bức ảnh mà làm sao bạn phải làm sao để làm sao các cái hạt nano của bạn được phân tán tốt trong cái bức ảnh đấy. Và bây giờ sử dụng một số phần mềm tính toán ảnh ấy. Một phần mềm đơn giản nhất, phần mềm free là Image ấy. Bạn có thể tính toán được luôn, bạn tính toán được hạt có kích thước phân bố như thế nào theo dạng Gauss, xem để phân tích làm sao, tính trung bình rồi phân bố trong xác suất làm sao, rất là dễ mà. Phần mềm rất là dễ, Image free, bạn hoàn toàn có thể tự học được. Đúng không? Ok, một đoạn khỏi câu hỏi tôi nghĩ rất là hay. EDS có nhiều noise do tán xạ từ các nguyên tố khối lượng lớn hơn, vì thế nguyên tố được có atomic nhỏ, được có artifacts, làm sao phân biệt được phổ do mẫu tạo ra. Đúng rồi, chính xác luôn. Thì cái này chính là cái bài toán về mặt khớp phổ. Thế thực ra thì có phổ EDS ý, không phải là tự cái là mình ngồi cái là sao cứ đợi cho máy nó làm auto ấy, thì là thường mình rất dễ bị thông tin sai. Bởi vì auto nó chỉ nhận ra các cái pick ở trên đấy thôi, nó không phân biệt được các cái đây là do artifacts tán xạ hay là tự tạo ra trên mẫu. Thì lúc ấy mỗi phần mềm có thể có cái độ tính toán khác nhau, mạnh yếu khác nhau ấy. Một số phần mềm của EDS như của Oxford Instruments hoặc là phần mềm của Thermo Fisher thì bạn phải đưa vào trong đấy các cái điều kiện biệt, các cái artifact mà bạn có thể có khả năng để từ đấy họ loại trừ cái đó. Và từ đấy ra, và cuối cùng thứ hai là cố gắng làm sao để, thực ra thì khi làm EDS là cố gắng loại trừ luôn nó. Ví dụ chẳng hạn làm tem phổ biến là ví dụ các cái hạt nano mà bạn dùng bằng cái lưới đồng, ta hay dùng hạt carbon mà có lưới đồng ở trên đấy, thì thế nào trong cái phổ EDS có tính toán theo có lưới đồng, cái pick của lưới đồng. Trên giả sử trong mẫu vật liệu của bạn mà có đồng thì nó sẽ bị nhiễu nằm trong cái pick của cái đồng đó. Cho nên nếu mà không biết để loại cái đồng ngay từ đầu ấy, không dùng lưới đồng ấy, thì bạn sẽ không tính toán được một cách gọi là quantitative được.
Thì đây là bài toán về phải tính toán khớp phổ sau khi bạn có, chứ không được sử dụng thông tin auto từ trong máy. Ok, còn nữa không nhỉ? Ok, có lẽ là... Chắc là đã hết. Mọi người cũng mệt mỏi rồi. Không, để rất là vui khi hôm nay được nghe trình bày được chi tiết và trả lời câu hỏi tinh thần của mọi người. Và vâng, thế thì để kết thúc chương trình thì tụi em xin thay mặt VCA xin cảm ơn anh hôm nay đã qua buổi nói chuyện rất là tốt, rất là thân mật với tụi em và cũng như rất là nhiều kiến thức bổ ích. Thì em xin cảm ơn anh. Rất cảm ơn VCA cho mình một cơ hội để chia sẻ với mọi người. Và cũng rất cảm ơn các bạn hôm nay cùng tham dự và thảo luận rất là nhiệt tình. Cảm ơn mọi người. Vâng, hy vọng là sau buổi nói chuyện hôm nay mọi người sẽ biết đến anh Thế nhiều hơn và sẽ có những cái hợp tác nghiên cứu khoa học với anh Thế. Dạ rồi. Cảm ơn. Vâng, em chào anh. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Dạ, em chào anh. Dạ, cảm ơn anh Thế rất là nhiều. Cảm ơn các bạn nha.